Chào thân thương nhất tới những khán giả thân yêu của Kiến Trúc 8. Một tuần trôi qua thật là nhanh phải không quý vị? Và ngày hôm nay lại là buổi tối thứ 6 trong khung giờ phát sóng quen thuộc của mini talk show Nhà đẹp và những điều chưa kể. Ngày hôm nay anh Thư sẽ cùng với quý vị khán giả để tìm hiểu và trò chuyện với một công trình tham dự giải thưởng Top 10 House Awards 2020. Nhưng trước khi đến với vị kiến trúc sư và công trình sẽ xuất hiện trong talk show ngày hôm nay thì anh Thư xin được nhắc lại và thông tin tới quý vị một thông tin rất quan trọng. Đó là giải thưởng Top 10 House Awards 2020 hay còn được gọi là Top 10 Nhà đẹp, giải thưởng kiến trúc thường niên nhằm tìm kiếm xu hướng kiến trúc nhà ở đương đại tại Việt Nam thông qua việc lựa chọn ra 10 thiết kế nhà tiêu biểu do kênh thông tin hàng đầu về kiến trúc nội thất kienviet.net tổ chức dưới sự bảo trợ của Hội Kiến trúc sư Việt Nam thì cũng đã được khởi động rồi. Bởi vậy nên là các kiến trúc sư của chúng ta hãy nhanh tay gửi những thiết kế của mình tới chúng tôi để có thể cùng lan tỏa những giá trị nhân văn đến với cộng đồng nhé. Thưa quý vị, từ lâu thì chúng ta đã biết tới Huế là một hình ảnh rất nhẹ nhàng và thơ mộng với những tà áo dài tím thướt tha này, những cô gái dịu dàng, những tiếng chuông chùa Thiên Mụ và những cội cây già biết bao nhiêu mùa rêu phủ. Nói chung là những khung cảnh rất là nên thơ, rất là lãng mạn và rất đặc trưng của xứ Huế. Vậy tại sao ngày hôm nay anh Thư bỗng dưng lại nhắc tới xứ Huế mộng mơ vậy ạ? Bởi vì chắc chắn rồi trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng ghé thăm một công trình tọa lạc tại xứ Huế mang tên là The Flow of Time's House của kiến trúc sư Lê Quang Minh. Có lẽ không để cho quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với nhân vật chính của ngày hôm nay, kiến trúc sư Lê Quang Minh. Vâng, xin chào anh Minh ạ. Anh Minh có nghe rõ anh Thư đang nói không ạ? Anh nghe rõ, anh hơi đính chính xíu, anh là Lê Minh Quang. Lê Minh Quang đúng không ạ? Trời ơi, anh Thư đã bị nhầm lẫn một chút xíu thôi. Nhưng mà anh Thư nghĩ rằng là trong suốt chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ dành nhiều thời gian hơn để trò chuyện cùng với kiến trúc sư Lê Minh Quang. Và chắc chắn anh Thư sẽ rất nhớ cái tên này để vào gặp anh Quang nữa đấy ạ. Vâng, anh Minh Quang ơi, anh Minh Quang ngay bây giờ thì mình sẽ cùng dành một chút thời gian nữa để mình tìm hiểu với nhau. Và sau cái phần tìm hiểu ngắn này thì thưa mong rằng là chúng ta sẽ nhớ về nhau nhiều hơn nữa nha anh nhé. Phần này cũng là một cái phần khởi động đầu tiên của chương trình để cho tất cả quý vị khán giả cũng như là MC có thể hiểu hơn về anh, các fan hâm mộ của anh nữa cũng có thể hiểu hơn về anh và chia sẻ livestream này nhiều hơn. Với những quý vị khán giả nào đang xem livestream này, chúng ta đừng quên rằng là chúng ta đang livestream trực tiếp. Thế nên bất cứ câu hỏi nào muốn đặt ra với kiến trúc sư liên quan đến công trình này, liên quan đến phong cách kiến trúc, hay là bất cứ câu hỏi nào thậm chí về đời tư, đúng không ạ? Những cái câu hỏi tò mò một chút xíu về anh thôi thì cũng hoàn toàn có thể đặt ra trong chương trình ngày hôm nay. Hãy nhớ rằng một tiếng kể hết của kiến trúc sư ngày hôm nay sẽ giúp cho quý vị các bạn mình hiểu hơn về anh đấy ạ. Vâng, anh đã sẵn sàng chưa ạ? Ngay bây giờ đây, chúng ta một vài câu hỏi nhanh nhá trước khi mà chúng ta sẽ bắt đầu phần chính của ngày hôm nay. Anh sẽ chỉ có mỗi khoảng 3 phút thôi, 1 phút này đi, cho một câu trả lời thôi. Câu hỏi nhanh bắt đầu. Giữa trầm tính và cởi mở thì tính từ nào mới tạo đúng hơn với anh ạ? Cả hai. Cả hai ạ? Tại sao anh lại có một sự hơi mâu thuẫn như thế? Mình thì không mâu thuẫn, nhưng mà mình nghĩ rằng cái cách tiếp cận công việc của mình hay là cái tính của mình đó, nó rất là đa dạng và nó phụ hỗ trợ tốt cho cái nghề của mình. Chứ mình không hạn chế mình bất cứ một cái hạn chế nào hết, không có đặt ra cho mình một cái tiêu chí hạn chế, thì lúc đó mình nghĩ là mình sẽ sống rất là enjoy hơn, sẽ rất tuyệt vời hơn, và đặc biệt mình sẽ đẩy hết tất cả năng lượng tích cực của mình tốt nhất cho cái công việc của mình đang làm.
Vậy là giữa một người thiên về lý trí hay một người thiên về cảm xúc thì anh nghĩ là mình người thiên về trường phái nào hơn? Mình nghĩ để làm tốt cái công việc kiến trúc thì mình nghĩ lên cả hai, lên cả hai không thể thiếu được. Có vẻ như công việc về kiến trúc khiến cho anh là một người hoàn hảo ấy ạ. Kiểu như trường phái nào mình cũng một chút xíu và rất cân bằng. Khi đến với vùng đất mới thì quang cảnh hay là con người sẽ thu hút anh hơn? Em nhắc lại câu hỏi anh em rõ. Khi mà đến với một vùng đất mới thì quang cảnh ở đó hay là con người ở đó sẽ thu hút anh hơn? Ồ, cả hai chứ, cả hai chứ. Hai là do nghề kiến trúc đúng Mình đặt hết cái cuộc sống của mình á, cuộc sống của mình hiện tại bây giờ nó mình cũng bật mí thêm là cả về kiến trúc cả về cuộc sống mình nó là một, nó gắn kết rất là chặt chẽ với nhau. Tất tất cả các cái hoạt động của mình hàng ngày, cho nên mình phải đa chiều cái chỗ đó. Chứ mình không được giới hạn, mình bất bất cứ cái giới hạn gì hết mình đã nói không được rồi để có quyền có bất cứ giới hạn gì hết. Thôi thì mà. cái này em muốn là anh được chọn một này. Nếu được chọn một nơi du lịch, anh thích đến vùng biển hay vùng vùng núi hơn? Đừng bảo là cả hai đấy nhé. Nếu chọn nơi du lịch đó hả, Vâng, đúng nếu thật. nếu nếu được chọn ngay hiện tại chắc chắn là mình sẽ đi tới vùng núi, lý do mình là sinh ra từ đất biển mà. Cái gì đó sẽ Mình là gốc là người Nha Trang, biển đối với mình nó không lạ. Có thể là những vùng biển khác mình chưa tới nhiều, chưa có điều kiện. Còn nếu chọn ngay từ tại thời điểm này, ngay ngay tại giây phút này, đương nhiên mình chọn núi rồi, mình ít ít được được đi núi ví dụ chẳng hạn. vậy là trong công việc thì anh là người đề cao quá trình hay là đề cao kết quả hơn? Đề cao quá trình hay đề cao kết quả hả? Mình hơi tham nha. Vậy Nếu một quá trình không tốt, chắc chắn là kết quả chắc chắn là không tốt rồi. Còn ngược lại nó cũng sẽ như thế thôi. Đây là đây đây không phải là một sự lựa chọn riêng tư được hay là riêng biệt được, đây là một kháng khích. Tại vì kết quả nó cũng là cái cuối cùng của một cái quá trình, nó không thể nào tách rời nhau được. rất có lý. Một đề tài liên quan đến món ăn đi, giữa phở và hủ tiếu thì anh thích món ăn nào hơn? Cái này có lẽ là fan hâm mộ đặt ra Phở và hủ tiếu hả? để khám phá nhiều hơn về tính cách của idol của mình. Đây là toàn bộ là những câu hỏi thu nhận được từ gọi là mọi người gửi đến cho chương trình trước chương trình thôi, nên em chỉ có thể trả cho anh thôi đó. Rồi, mình cảm ơn. Mình nghĩ giống như cảnh vật và con người vậy, khi bạn chấp nhận phải phải dấn thân hay là nhờ vào những khó khăn, hay là bạn enjoy, bạn 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 hưởng thụ cuộc sống, thì không nên bỏ qua bất cứ thứ gì. Và thật ra mình ăn hai món này mình thấy nó đều ngon, một cái là hương vị rất riêng. Tại sao mình phải chọn? Mình ăn hai món này rất là dễ dàng mà, tại sao mình phải chọn? Anh là một người rất cân bằng, hoặc là nói một cách tiêu cực là một người rất tham lam. Cái gì thấy anh cũng rất là cân bằng luôn đấy ạ. Thêm một câu nữa đi, giữa không gian kín và không gian mở thì không gian nào mang lại nhiều cảm xúc sáng tạo hơn cho anh? Em nhắc lại câu hỏi không gian mở sao ạ? Em vừa bị miss mất cái đoạn đó vì âm thanh nó không rõ, anh có thể nói lại được không ạ? Em hỏi là đặt lại câu hỏi, anh em không rõ câu hỏi. Giữa không gian kín và không gian mở thì không gian nào dễ mang lại cảm xúc sáng tạo cho anh hơn? Ồ, cái này khó đó. Này rất khó, tại vì nó là chuyên chuyên môn của mình, nghe thì có vẻ rất là buồn cười vì kiếp sư mình nói khó cái việc của mình, nhưng mà thật ra cái này nó nằm ở không phải chỉ có kiếp sư quyết định chuyện đó. Để mà cảm xúc á, thì cả hai nó mang tới một hai cảm xúc rất khác nhau hoàn toàn. Mình mọi người bạn thư tưởng tượng nha, nếu mình hoàn toàn kín thì cái cảm xúc mình bóp nghẹt liên tục như vậy nó cũng sẽ đến có kết quả không có tốt. Nếu mình hoàn toàn mở mình sẽ rất là trong trên, không có điểm kết thúc. Nhưng nếu như mình cân bằng được giữa hai thứ đó, có sự thay đổi liên tục về mặt cảm xúc, mình nghĩ là một công trình hay là một không gian nó sẽ thú vị rất là nhiều. Và cảm xúc mình giống như một bài nhạc vậy, nó có trầm có bổng, chứ không thể nào mà có một cái bài nhạc mà một cái nốt nó cứ đơ cho một cái thanh nhạc mà chạy từ đầu đến cuối, thì mình nghĩ nó sẽ rất là không hấp dẫn lắm. Mình Em nghĩ hiểu vậy. ý anh rồi, có nghĩa là đối với anh mọi thứ phải được cân bằng và nó phải được thay đổi để tạo nhiều cảm xúc mới đúng không? Chứ nếu vô cùng một cảm xúc giống như một bản nhạc là chỉ có một nốt thì nó sẽ rất là buồn và nó không thể nào mà khiến cho mình có cảm hứng được đúng không Đúng rồi, đúng rồi. ạ? Vậy thì câu cuối cùng đi, một câu này em nghĩ là nhiều người quan tâm đấy. Trong công việc thì anh có rạch ròi giữa lý trí và cảm xúc hay không? Bởi vì em nghe nói cộng sự của anh cũng là một người thân thiết nhất về anh, đó cũng chính là bà xã của anh. Rồi, Nguyễn Thi là vợ mình.
cũng Dạ. là partner, là người cộng tác với mình từ những ngày đầu tiên. Bọn mình thì có một cái cơ duyên gặp nhau từ hồi sinh viên à. Mình trên cô ấy vài năm học đã liên kết với nhau và quá hiểu nhau từ hồi đó tới sau này, rồi đi làm bên ngoài những năm đầu tiên tốt nghiệp mình hơi dài dòng xíu nha, rồi tới lúc mở văn phòng à, mới mở văn phòng mới tận hôm nay, và mình chắc chắn trong tương lai rằng sẽ tiếp tục như thế chắc chắn. Nhưng mà để trả lời câu hỏi đó thì mình rất là rõ ràng để nhiều người không có hiểu sai, mình đã nói rồi à, khi là vợ chồng thì sẽ không có công việc, khi có công việc bước vào là công việc là thuần túy hai kỹ sư với nhau, không còn là vợ chồng, bạn hiểu không? Nó là như vậy không, mình nói thật á, cái đó là tại vì trong ngành kiến trúc này á, cái tính phản biện nó rất là quan trọng, và khi đã phản biện thì mình phải đứng ở mức độ rất khách quan, có nghĩa là hoàn toàn là lý trí, cái tình cảm nên đặt vào cái cảm xúc cho công việc, cho cái ý tưởng, chứ không phải là đặt xúc kiểu hỉ nộ ố giữa con người người với nhau. Còn cái sự gắn kết con người với nhau và đồng nghiệp với nhau thì nó lại khác, nó không còn là tình cảm vợ chồng nữa. Cho nên thành ra nhiều người người thân trong gia đình, tại bọn mình làm việc nhiều 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 nơi lắm, không nhất thiết phải là ngồi trong phòng đó, về nhà rồi bất cứ cái nơi đâu cứ có mà ngồi mà đối mặt với nhau mà vô công việc được là mình sẵn sàng làm việc. Thì nhiều người lúc đầu họ cũng rất là căng thẳng vì câu hỏi giống như vừa rồi anh Tư hỏi, có những cái phản biện trong công việc á, nhưng mà người thân là hiểu sai, có thể là không hiểu nó là sao bốc chát hay như thế nào đó. À, nhưng thật ra là sau đó mọi người rất là vui vẻ, mọi người rất là lạ lùng với điều đó. Ủa sao trước đây 2 phút trước bọn nói chửi nhau chan chát và thế là hôm nay nó lại vui vẻ, thế là thì cái cách tách biệt đó là mình với Thi đã có cam kết với nhau ngay từ đầu. À, và cái cách hoạt động của mình với Vâng, rất tuyệt vời và rất đáng ngưỡng mộ. Thi. Em cực kỳ ngưỡng mộ chị Thi đấy ạ, bởi vì nghe như câu chuyện của anh nói, phụ nữ thường thì rất là hay hay cảm xúc này, hay tủi thân này, hay để ý những cái nho nhỏ nho nhỏ. Thế nhưng mà khi mà có thể làm việc cùng nhau, có thể phân chia rạch ròi như thế, Đúng để cho con khá của mình suốt cả cuộc đời như vậy thì thực sự chị đã được công rồi. nhận. Cảm ơn em. Và vừa rồi chúng ta đã trao đổi với anh để có thể hiểu hơn về con người của anh rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đến với công trình ngày hôm nay đi. Em tin chắc rằng là những khán giả đang theo dõi chương trình và có thể là những fan hâm mộ của anh nữa cũng đang rất là mong chờ để lắng nghe những chia sẻ của anh về công trình ngày hôm nay, The Flow of Trans House. Vậy thì ngay bây giờ thì xin mời anh ạ, anh có thể chia sẻ cùng mình. À, cảm ơn thôi, chắc mình cho mình trình bày slide nha. Từ xíu nha, mình hơi mù công nghệ một tí. Sao nó không chuyển qua bên slide à? Phải nhờ Rồi. đội kỹ thuật hỗ Rồi rồi được rồi được rồi. Công nghệ tính hơi chậm. trợ không ạ? Công trình The Floor of the Tile House thì cái công trình này á được xây dựng tại Huế. Bản chất của nó là một công trình có một trên đất nhà phố rất là đặc trưng ở Việt Nam 5x20. Đây là cái bản đồ vị trí của nó. Đây. Nhưng bạn thấy là cái hình đặc thù của nó là chữ nhật dài 5x20, công trình thuộc vào quy hoạch rất là đặc trưng ở Việt Nam. Thì nó quay rất nhiều chương trình đó, chắc là các quý vị và các bạn hay là các nhân sư có hiểu được đó, cũng đã hiểu sơ về cái những cái khó khăn mà khi xây dựng những công trình dạng như vậy. Thứ nhất là nó đã có những cái hệ tiêu chuẩn rất là đặc biệt vào cái quy hoạch chung, thì cái này là đã đảm bảo cho cái tổng thể quy hoạch của cả một thành phố hay một đô thị đó nói chung á, nó được thống nhất với nhau ngay từ đầu, không có bị lởm nhởm hay là lộn xộn gì đó. Đây là gì bắt bắt buộc, nhưng mà vô hình dung á, nó khóa rất là nhiều cái điều kiện làm cho các bạn kỹ sư thường thường ngành chuyên môn á, khi vào thiết kế nó bị theo một cái mô 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 típ thường thấy. Và thật ra nó đã phát triển quá lâu và chúng ta làm quá nhiều concept về cho cái nhân nhà phố như vậy, nên để đòi hỏi á, mà mình á, bên bên MVK có một cái tiêu chí là khi mình làm công trình á, mình cố gắng dù cho 2 công trình sát sát bên nhau cùng một điều kiện với nhau, mình cũng cố gắng tìm ra được cái điểm khác biệt để tạo ra sự khác biệt cho mỗi công trình khác nhau và không lặp lại trước đó. Những cái ID nào mình đã làm rồi, ý tưởng nào làm rồi
chắc chắn mình sẽ không muốn lặp lại bao giờ. Mình tin là không phải một mình muốn điều này, mà tất cả các bạn kỹ sư hay người nào trong ngành đều muốn. Còn đây làm được hay không thì là một cái chuyện rất khác, nó còn phụ thuộc vào chủ đầu tư, phụ thuộc vào cái cá tính của họ có câu chuyện để mình khai thác hay không. Thì ở đây nó có một câu chuyện của nó, một cái gia đình á, hai vợ chồng hai đứa con gái đó, thì lát nữa mình xin trình bày lý do vì sao. Còn ý tưởng đầu tiên á, về mặt đô thị, ý tưởng lớn thì các bạn thấy trên slide cái hình đầu tiên á, là một khu phố đặc trưng ở Việt Nam mình với những căn nhà phố rất là san sát nhau. Bởi vì á, với người Việt mình thì căn nhà phố nó không đơn giản chỉ là một căn nhà để ở, đặc biệt là những căn nhà có một cái mặt phía trước tiếp cận với mặt đường giao thông chính hoặc là giao thông, thì nó không phải là một căn nhà để ở thuần túy, mà cái mặt phía trước mình thường gọi là mặt tiền á. Vì sao có cái cụm từ này, thì cái mặt phía trước nó sẽ là một cái mặt để người ta khai thác về mặt kinh tế, bởi vì quan niệm đó là một cái diện để mà mình khai thác được tài chính tài sản. Thậm chí cái thói quen đó nó đã ăn vào máu thịt của người Việt mình rất là lâu rồi. Nếu như những người mà thuần túy làm kinh doanh ngay từ đầu là văn phòng thì mình rất là dễ hiểu, nhưng thậm chí những cái nhà họ không làm gì kinh doanh họ vẫn quan niệm như thế. Trong tương lai cho con, hay là tương lai mình sẽ làm cái gì đó về khai thác cái mặt tiền này, thế là họ không có, tức là họ họ sẽ đẩy hết tất cả về kiến trúc, lăn hết tất cả cái phản lùi, mà quên mất rằng căn nhà mình là căn nhà mình đã ở chứ mình chưa có quy hoạch ngay kinh doanh ngay từ đầu. Thì từ đó cái slide đầu tiên á, cái mình thấy cái hình đầu tiên á, tôi thấy là các nhà san sát với nhau và các mặt tiền đẩy ra hết, thậm chí cái nhà là không hề có ban công để họ tận dụng tối đa mặt diện tích để cho thuê hoặc là kinh doanh riêng. Còn mặc dù họ kinh doanh không mình không biết, nhưng mà vô hình dung cái quan niệm đó nó làm cho căn nhà phố mình nó bị vào một cái khuôn khổ như thế. Thì cái hình thứ hai ở slide là chính là căn nhà mình thiết kế, thì mình lại muốn là nhường lại một khoảng lùi đô thị rất là lớn cho chung. Và nhìn công trình vào đó, nó không phải là một khối kiến trúc thuần túy mà chỉ là một cái màu màu xanh rất là tươi mát, tạo cảm hứng. Và cái hình cuối cùng, đây là một cái tham vọng rất là lớn, và con mình nghĩ không phải chỉ một mình mà tất cả các anh em kỹ sư khác đang là hoạt động trong ngành, đặc biệt là có quan tâm đến kiến trúc xanh, quan tâm tới cái sự lan tỏa cộng đồng. Thì đây á, là một cái mơ ước không hề nhỏ. Thì từ cái công trình của màu xanh, mình nghĩ rằng tại vì đặc thù á, cái công trình này á, nó xây á, trên một khu đô thị đang hình thành tương lai, thì không khéo rằng á, nếu như một cái quan niệm cũ như nãy như mình trình bày á, mặt tiền á, là mặt diện á, phía trước, mặt phía trước là cái mặt tiền, là cái mặt khai thác, thì nó sẽ thành một khu phố không khác những cái khu phố khác. Cho nên mình hy vọng rằng các chủ đầu tư sau hoặc là các người xây nhà sau họ sẽ thấy được cái cảm giác thích thú và hạnh phúc và cảm giác rất là tích cực khi mà nhìn căn nhà như vậy, thì có sự lan tỏa của nó khi họ làm. Còn mình thiết kế hay không thì mình cũng tùy duyên, mình không biết, nhưng mà mình nghĩ rằng nên nên có một sự tham khảo tốt cho các cộng đồng xung quanh đó. Cho nên tại sao những căn nhà xung quanh nó mà mình thấy thiện cây rất là nhiều, thì mình mong rằng họ đang nhìn đúng bản chất của một căn nhà ở để tinh thần tích cực, để thoải mái nhất cho bản thân mình trước. Hãy sống với chính mình trước, hãy sống với chính mình trước, đừng sống vì những quan niệm, vì những cái gì đó bên ngoài mà không phải là thuộc về sự lựa chọn của mình. Mình qua cái thứ hai, đây đây là thực tế khi công trình nó xây dựng xong, bạn thấy rất là rõ ràng là nhìn vào nó không phải là một khối kiến trúc, nó chỉ là hai bức tường rất đơn giản, hai bên màu trắng rất là trong trẻo, và toàn bộ mặt tiền nó sẽ được phủ cây xanh rất là dày. Thì một điều bất ngờ là bên ngoài bạn thấy như thế, nhưng mà bên trong không gian rất là mở, và nó sẽ có một cảm giác rất khác. Lúc nãy mình dắt dắt dẫn lời, mình rất cảm ơn Thư về cái câu dẫn lúc nãy, thì nó có một cái vô tình liên kết với cái việc này, đó là mặt cảm xúc đó. Bạn hỏi là Thư hỏi là đóng hay mở, lựa chọn cái nào, thì cái này nó là một cái ví dụ. Khi mới nhìn vô chắc chắn nó sẽ đóng, đúng không anh à? Cay quá trời cay luôn, nhìn kín mít, mọi người nghĩ là a cái ngôi nhà này chắc là cố thủ, chắc là sợ an ninh hay là cái gì đó, nhưng không hề, bên trong nó lại mở ra một cách đột ngột mà sốc về cảm xúc nữa kìa. Thì nó thay đổi cái cảm nhận của người từ bên trong đi ngoài, nó dẫn tới bất ngờ này tới bất ngờ khác. Thì cái đó là cái thú vị của một căn nhà ở nói riêng và kiến trúc nó nói chung. Nó khiến cho những người nghe như anh Thư là đang tò mò không biết bên trong như thế nào. Ok, anh biết em nhắc thời lượng đúng không, rồi. Đây là ban đêm của nó à, mình lướt qua rõ ràng ban thư ấy, ban đêm này nó trong hơn đúng không, nó lại bắt đầu lộ những thứ mà bên trong đi ra, nó sự kết nối trong ngoài nó rõ ràng hơn rất là nhiều. Nội cái việc này thôi, cái là một cái mặt 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 dựng, mặt đứng phía trước mà nó có sự thay đổi theo thời gian, ban ngày khác ban đêm khác, là nó đã thể hiện một cái sự thú vị trong kiến trúc rồi, chứ không nhất thiết chúng ta phải trang trí gì quá cầu kỳ, đó là như vậy.
đây là một cái tưởng về khối ban đầu, những cái quan điểm ban đầu tiên. Thường thường mình nghe mình tiếp xúc khách hàng á thì mình chưa nghĩ tới ai đi vội, mình chưa nghĩ gì cả, mình cố gắng nghe thật nhiều, mình sẽ bớt trao đổi lại một xíu, trao đổi nó sẽ ở cái bước thứ hai thứ ba. Nhưng cái đầu tiên mình sẽ cố gắng lắng nghe thật là kỹ họ để nhận được các cái dữ liệu của họ, thói quen, cuộc sống, rồi mong muốn, ước mơ của họ. Tại vì một chủ nhà họ có nhiều ước mơ lắm, nhưng cái nào là cái của họ thật sự họ cần thì mình cần lắng nghe điều đó để mình lọc ra được. Thì từ cái lọc đó mình sẽ có những cái idea đầu tiên như thế này, từ bên trái qua bên phải nhé. Ví dụ như thư và mọi người đang xem á, cái khối hình chữ nhật màu hồng đầu tiên thì đó là gì? Đó chính là cái miếng đất và cái khoảng lùi cũng như tổng chiều cao tối đa mà công trình được xây dựng. Đây là cái cấu trúc thật sự kiến trúc. Nếu như mình xây thêm, mình không lùi hết đó, thì nó sẽ ra một cái khối màu hồng đặc biệt như vậy. Đó, cao 3 tầng, dài 20, ngang full 5 mét, không có lý do gì trừ cái gì hết. Thì vào bước thứ hai, mình xác định được những khoảng lùi mà con căn nhà này cần. Thì hai cái màu hồng á, một cái màu hồng nhỏ, màu hồng lớn phía trước, ở cái hình thứ hai, từ bên trái để nhìn qua, thì Thư có thể thấy là cái màu vàng nằm ở giữa hai cái màu hồng ở hai đầu. Hai màu hồng ở đầu chính là cái khoảng lùi đô thị mà mình hy sinh, mình sẵn sàng nhường lại để mình có được cái khoảng thở cho công trình so với cái setback khoảng lùi của cái lề. Tại vì nhà mà xây sát lề thì không còn gì nó vui hết. Thì vì sao nó có hai cái màu hồng này thì lát lát nữa mình sẽ nói. Cái màu vàng nó thể hiện cho cái khối tích rỗng ở bên trong, ở giữa nhà, đó chính là cái khoảng thông tầng sau này mà mình sẽ trình bày. Thì qua hình thứ ba thì rõ ràng tôi thấy là cái mũi tên nó đẩy các khối này ra, có nghĩa là gì? Mình bỏ cái khối này đi và nó lộ lên hai khối màu xanh tím, chính là hai khối kiến trúc thực tế của mình, đúng không? Hai khối mà người ta sẽ sinh hoạt trong đó. Và cuối cùng là có những khoảng cây xanh và có những cái hình mà con người đang giao tiếp với nhau. Đây chính là cái ý tưởng mà ban đầu của mình mới suy nghĩ như vậy thôi, chứ mình chưa hình dung cái nhà nó sẽ ra như thế nào hết. Lý do vì sao thì mình sẽ nói. Đây là một cái ý tưởng khác, một trong những cái ý tưởng ban đầu của mình là mình muốn tạo ra một cái sự liên kết, một cái sự liên lạc giữa người với người, một cái sự giao tiếp. Đây là thật ra nó không có gì là quá đặc biệt. Và nói gì nói về giao tiếp thì con người giao tiếp cơ bản nhất là lời nói, là ánh mắt, là cái sự tương tác với nhau, trực tiếp với nhau. Nhưng mà xã hội bây giờ rất là hiện đại, có lẽ rằng trong cái văn hóa người Việt của mình nó rất là đề cao chuyện này, nhưng không hiểu lý do gì, có thể là một cái nghĩa là một cái hệ hệ quả thôi của cái thời gian hiện đại, và nó có cái hai tính hai mặt của nó. Thì con người càng ngày càng phụ thuộc vào công nghệ, phụ thuộc vào những cái bên ngoài nhiều hơn hơn là quay quay lại tương tác với gia đình, giữa người với người hay là ngoài gia đình. Thì mình muốn đề cao cái việc này, thành ra những cái hình chữ nhật này nó để thể hiện cho những khối khối tường á, tại vì kiến trúc chắc chắn nó sẽ xuất hiện những cái điều này. Thì để giải quyết cái chuyện này á, thì ngoài khối rỗng ở giữa nhà ra thì nó phải có sự liên kết với nhau, cái ô cửa sổ hay là những cái khoảng để nhìn thấy nhau. Người ta thường nói đùa là từ ánh mắt đến trái tim, cũng có thể là như vậy thật. Chưa biết giao tiếp hay không, nhưng mà nhìn gia đình mà, nhưng khi nhìn mắt thôi đã biết muốn cái gì rồi đó. Từ từ đó sẽ có những cái lời nói, những cái tương tác, những hành động, thì lúc đó gia đình rất là gắn kết. Như mẹ mình nói đó, hai vợ chồng và hai đứa con gái ở tuổi đang 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 lớn, thì cái này rất là cần. Đây đây là một cái ảnh chụp trực diện ở trong cái một cái vách bên trong của cái nhà này. Tôi có thể thấy cái ô cửa sổ bên dưới là mẹ, trên là con gái, và cái view này á mình đang nhìn đó chính là view của người chồng, view thật của người chồng từ cái chỗ phòng của ảnh nhìn qua đó. Để mình thấy được, mình xem sơ qua đây một cái vách cầu thang. Nhà này mình sẽ không lộ cái cầu thang đi lên trên tầng nhiều, thì rõ ràng trong quá trình di chuyển về mặt giao thông nó cần phải có độ an ninh và đỡ cho các bé đó thì nó nguy hiểm. Thì nhưng mà ở cái đoạn giao thông là cái giai đoạn mà người ta không khuyến khích để đứng, không khuyến khích để giao tiếp, thì nó vẫn làm được chuyện đó. Ở đây là cả hai bé, bé nhỏ và bé lớn, đây chạy chơi đùa, có cái nhìn, và chúng ta có sự giao tiếp ở thiên nhiên phía trên nữa, là nhìn ra được cái khoảng thông tầng ở trên cái sân thượng. Và nhà này mình làm đang làm phương án là làm lệch tầng. Thông thường mình làm phương án á, mình luôn đặt tiêu chí MVK và tiêu chí là không làm công trình quá to, cố gắng đạt tối đa tối ưu về mặt công năng, nhưng mà phải trên một mật độ sàn nhỏ nhất có thể, chứ mình không cố gắng xây một cái nhà quá lớn hay là để dư công năng quá mà không có làm gì, hoặc là một cái nó bị thừa thải đi về mặt kinh tế cũng như về mặt ý tưởng, làm căn nhà rất là ngợp. Thì chính khoảng rỗng ở thông tầng này á, khi mà mình tính toán rất là kỹ thì nó xuất hiện những cái khoảng rỗng, và mình chấp nhận là nhường lại cho thiên nhiên, nhường lại cho cái tầm nhìn để có sự tương tác nó mạnh mẽ hơn, chứ mình không tham làm phòng phòng lớn làm gì, nếu đủ công năng rồi thì thôi đó.
thì tôi thấy rõ ràng là từ tầng trệt là cái phòng khách đó, mình nhìn lên rồi các bé đang nhìn nhau, tất cả mọi 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 cái ngóc ngách trong nhà này mình đứng ở bất cứ vị trí nào mình có thể giao tiếp rất là đơn giản, còn họ giao tiếp như thế nào thì tùy vào gia đình đó. Mình tạo điều kiện như thế cho họ, họ có cái Là không một cái cảm gian giác giao rất tiếp với là nhau. thoải mái. Đúng rồi, đây là một góc chụp của cầu thang, đây đây là một góc ngược vào trong. Tôi thấy rất là nhiều cái ô nó như vậy đó, thì từ cái ý tưởng đầu tiên nó sẽ ra là cái ô như vậy, còn xử lý như thế nào thì đó là cái việc nghiên cứu sau 1-2 tháng lăn lộn với nó đó. Đây một cái ô trong cầu thang, nhìn về thấy rất là rõ điều này. Tôi thấy rất là rõ ràng ở trên ở dưới á, với người chồng mà chỉ cần đứng một cái có thể quan sát được toàn bộ ngôi nhà của mình, và các thành viên có thể giao tiếp nhau bằng mắt, có thể bằng tiếng nói, bằng âm thanh, nó không có sự ngăn trở gì hết. Còn cái chuyện riêng tư thì nó chỉ cần vô phòng đóng cửa lại, rất là đơn giản, không khó, mình có thể đóng đóng mở rất là thoải mái, chứ không nhất thiết phải tham phòng quá lớn, xây quá nhiều tường rồi chúng ta có những quan niệm về an ninh rồi về những cái riêng tư nó hơi thái quá, mà nó là mất đi cái cơ hội giao tiếp giữa các thành viên gia đình với nhau, thì điều này rất là dở. Mình nghĩ là như thế. Về quản lý kiến trúc cũng vậy, ánh sáng nắng gió nó không đủ, nó sẽ vô tình ngăn trở thì cái sức khỏe trong gia đình đó và những cái tinh thần đó, tích cực đó, nó không còn, nó sẽ ra những cái việc khác. Thì nên như vậy, nên nên đây là một cái ví dụ mình đây trên trần nhìn xuống, tôi thấy là cái khối màu vàng hôm nãy á, bây giờ nó là một không tầng rất là to, đúng không? Thì nhiều người hỏi cũng đi vô thăm cái nhà, hỏi là tại sao làm một không tầng to như vậy, tại sao không làm phòng lớn hơn. Khi họ bước vô phòng thì mình hỏi rằng phòng này có thiếu gì không, họ không chỉ được điểm điểm thiếu, có nghĩa là gì, công năng mình đạt, mình thà là phòng công năng mình đạt, đúng không? Các dịch vụ các này kia của gia đình họ, họ rất là ok, họ rất là hạnh phúc cái đó, họ thấy đủ. Khi mình hy sinh nhiều hơn những khoản này nhưng mình nhận lại rất là lớn. Nhận cái gì, nãy giờ mình nói rồi đó, từ thiên nhiên và quản lý kiến trúc, ánh sáng nắng gió, về sức khỏe, về tinh thần, và đặc biệt cái sự giao tiếp trong gia đình, đó là nhận nhiều hơn chứ mình đâu có mất gì đâu. Đây là một cái ý tưởng khác. Thì cái ô này á, nó còn là thấy được cái các giống như cái nghệ thuật là cắt ảnh á, trong vẽ tranh á. Tại vì tại vì cái ngôi nhà thông thường mình làm mình sẽ không có đề cao cái tính trang trí quá 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 lớn, mình không có lạm dụng nhiều về cái đồ to tường, những cái trang trí phần tường, mà mình muốn dùng thiên nhiên, những cái bóng đổ, những cái ánh sáng khi nó rọi cây và công trình nó phải di chuyển theo thời gian, thì có nghĩa là đã một bức bức tranh rất là sống động rồi, thì tội gì mà mình phải làm những cái việc khác, đúng không? Nó vừa Là tiết kiệm nhìn chi từ phí. ô cửa như thế Đúng này rồi, cũng đúng đúng không đúng thấy. đúng thì rõ ràng là những cái ảnh bên đây không phải là ảnh trên mạng, mà cái ảnh màu xanh ở đây là ảnh thật của công trình này, anh nhìn nào thấy như như thế, đúng 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 đúng. Lát nữa mình sẽ mở cái hình lớn, tại đây ID cho mình cắt lại cho nên không thấy rõ. Đây ví dụ nó là một cái view của phòng khách, mình đi sinh đây là một cái vườn, và vì sao nó có cái vườn này thì lát nữa có cái ID khác nữa. Đây là phòng ngủ, nhìn ra ngoài đường qua cái dàn cây cúc tần Ấn Độ và cây cây khế, cộng với cộng hưởng cái cảnh bên ngoài nữa đó, nó sẽ có những cái cộng hưởng đó với nhau. Đúng Đây là như cái một sân thượng để con ngồi nói chuyện chơi với nhau hàng ngày, đọc sách nói chuyện vui vẻ. Đây là phòng ngủ chính của anh chị, với tình trạng để quan sát nó là vừa an ninh của ngôi nhà, người chồng có thể quan sát hết tất cả mọi thứ mà vẫn có những cái khoảng thở cho cái tầm mắt của mình, nó không bị bức bí trong một bức tường, ví dụ như vậy. Đây là cái góc góc phòng ngủ, ngồi trực diện để đọc sách hàng ngày. Thơ chứ phải có chất thơ, Và mới bắt ngay cả một cái vệ sinh, ngay cả một cái vệ sinh mình luôn luôn đấu tranh với các chủ nhà mình, là ngay cả một cái vệ sinh những chỗ người ta tưởng tượng rằng không làm được, mình vẫn đấu tranh để làm bằng được cái chuyện này. Khi tại vì kinh xếp á, cái thiết kế mà nó phải được ngay từ đầu đến cuối, nó không thể nào mà chỗ này có chỗ nào không mới dừng, thì nó phải chạy một cái lan tỏa như một cái dòng sông vậy, nó chạy chạy liên tục, cái dòng hơi mát thì không thể nào cứ uống một ly nước mát xuống nó phải chạy từ trên đến dưới, đúng không? Nó không thể tới cổ họng cho nó chặn cha nó sẽ mất mất hay. Thì công trình nó như vậy, mà thật ra cái những cái công trình mà có cái nhà vệ sinh á, mà thông thoáng như vậy sẽ rất là tốt. Các bạn biết là thư biết là khí hậu Việt Nam mình rồi, nó không nhớ mùa mà thay đổi theo theo theo, theo, theo miền nữa, như trong Nam là nóng, mưa mưa dài, ngoài Bắc thì lạnh, đúng không? Thì cái không khí tự nhiên bên ngoài á, nó sẽ thay đổi như vậy á, nó làm cho khô mùi mốc rồi đó, các vi khuẩn á, nó sẽ diệt khuẩn rất là tốt, mà cảm giác ở thiên nhiên ngồi rất là thư giãn. Đây là một cái ý tưởng á, khác. Tại sao nó có cái tên dòng chảy của dịch tiếng Việt đi ha, dòng chảy của thời gian.
về quá khứ á, mấy con người ta mình biết á, là thường á, giao tiếp với nhau giữa người với người và giữa người dưới dưới cái sự che chở của thiên nhiên rất là khăng khít, ra cái hình đầu tiên phía trên nó rất là đơn sơ thôi, một bãi cỏ và một cái cây và những con người không quen biết lại, nhưng mà họ sẽ phải khi mà nắng đúng không, khi mà bức bối họ phải buộc lòng phải che những cái tán nắng bên tán 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 mát ở dưới cái gốc cây đó, vô hình dung nó kết nối con người lại với nhau, thiên nhiên rất quan trọng, mình phải cảm ơn mẹ thiên nhiên mới đúng. Thì mình muốn dùng cái ý tưởng đó, cái sân chơi đó, cái cách chơi đó, cái sự liên kết đó thông qua thiên nhiên, nó sẽ tạo ngay cái hình bên dưới, đó chính là cái khoảng lùi mà mình hy sinh, mình không làm quá nhiều sàn đẩy ở đây, lùi hơn hơn cái quy hoạch mà họ yêu cầu, để họ mình có được, mình đấu tranh để được có một cái gốc cây thật là đẹp, có một cái bóng mát, có một cái vườn rất nhỏ để những con người người ta giống như ngày xưa và có những cái sinh hoạt bên dưới nó liên kết vào người lại với nhau. Đây là con vườn, đây là một cái vườn, và tôi cứ để ý một cái đệm hiên khi trước khi bước vào nhà ở khí hậu Việt Nam mình á, mình nghĩ là mọi người nên chú ý cái này để tránh bị sốc nhiệt. Đây là một cái điều rất là cơ bản của vật lý kiến trúc, nó hơi chuyên môn chút xíu, mình chia sẻ thì nên có một cái hiên như thế này để giảm nhiệt hoặc là tăng nhiệt trước khi bước vào nhà, với mùa lạnh tăng nhiệt và bước với mùa nóng là giảm nhiệt trước khi bước vào nhà để không bị sốc nhiệt, và nó là một khoảng đệm, chính vì khí hậu đây nó rất là dễ chịu và kết nối về cái vườn á, thì nó thành một cái sân chơi vô hình dung á, các bé rất là thích đó, và tiết lộ là con mình cũng hàng ngày xuống đây chơi vì rất là gần gần nhà mình. Ồ, mình phải tận dụng ngay chứ, cái sân chơi đẹp thế này mình phải tận dụng ngay chứ. Quá hợp lý nhỉ. À, chủ nhà rất là welcome mà. Đây, đây là khi mở toang cửa ra mình sẽ có một cái khoảng vườn phía trước trước khi bước vào phòng khách. Tôi thường thấy là cái hàng cây xanh ở trên rất là nhiều, thì vô hình dung nó làm cho cái lớp đệm rất là mát. Khi bước vào nhà thì nhà mình sẽ hạ nhiệt trước khi bước vào không gian bên trong. Mình dù cho có máy lạnh hay không máy lạnh thì mình sẽ không bị sốc nhiệt. Đây là về về sức khỏe và vật lý, nhưng vô hình dung nó làm cho một cái khoảng sân chơi rất là dễ thương, và nó là một khoảng thở. Nếu nó không nhìn biết thở thì chính 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 đây là những cái lỗ mũi, những cái buồng phổi đó mà thở được. Cho nên công trình nó sống hay không sống là nhờ những cái thứ này. Đã, mình cố gắng. Mình nghĩ là đây là một cái ví dụ nên 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 đó, mà thấy là một cái ảnh chụp các bé. Tiếc là chụp chỉ có hai người chứ đúng là chụp cả một nhóm con nít chơi thì đẹp biết bao nhiêu. Đây là bên dưới nhìn lên. Một tán cây rất là xanh mát. Đúng không? Hay Ừ. quá. Ngày bộn bề căng thẳng như thế mình có những cái khoảng nghỉ khoảng thở như thế. Rất không may mắn khi chụp cái hình này ra trên sân thượng, phải chia sẻ thật như thế này, cây cúc tần Ấn Độ là một dòng cây phát triển rất là mạnh, và đặc biệt là mùa mưa nó không có cần quá nhiều phân nhưng mà nó lại còn rất nhiều nước, thì cái mùa mình chụp ở đây á, nó là thuộc vào tháng 8 âm lịch ở Huế, rất là nóng, và đặc biệt là nó vừa qua mùa hoa của cúc tần Ấn Độ, mà đặc biệt của nó khi mùa qua là cây nó sẽ giảm cái lượng sinh sôi của nó rất là mạnh, và đúng lúc mình chụp công trình này thì là lúc xấu nhất của cái rèm rèm xanh này, chứ bình thường nó sẽ là một cái rèm kín hết, nó tạo một con đệm rất là mạnh và công view nó lãng mạn hơn rất là nhiều đó. Em thấy này đã đủ lãng mạn lắm rồi nhưng mà Ồ, anh phải lãng mạn hơn nữa, chỗ tôi này nhà lãng mạn lắm. à đấy ạ. Còn đây là một cái ý tưởng khác về quá khứ, bọn con nít mình nó nhất là những cái thời đầu mà của 8X á, hoặc thời cuối của 7X á, thời đó thì anh em mình biết đó, là rất là khó khăn cả đất nước mình về mặt kinh tế cũng như về mặt chính trị xã hội nhiều cái lắm, thì hồi đó mình không, cái lứa đó thì không có nhiều điều kiện, hoặc là ngày xưa này không có nhiều điều kiện về công nghệ, về các game giải trí hay là những cái dịch vụ giải trí như bây giờ, thậm chí vô tuyến, hồi đó gọi là vô tuyến, trong này gọi là truyền hình thì rất là kém, cái đằng khác mình không không có nữa đúng không, xem tivi với một vài đài, thì lúc đó có những cái trò chơi, có những cái thuộc về dân gian đó, nó mạnh hơn bây giờ rất là nhiều. Thì đơn cử đây là một cái cảnh mọi người đang nhìn về thả đèn kéo quân, chắc cái này nó không lạ gì với Thư hoặc là Đèn những trời anh nhỉ, đúng rồi, đèn trời bay bay đúng, chính xác đúng xác, có lãng vùng mạn gọi là quá đèn trời. nhưng mà chỉ tiếc là nước mình giờ không cho thả đèn trời nữa. Đúng rồi, thì nó về Hợp bảo vệ môi trường, với các bộ phim Hàn mình hiểu. Đây là một ý tưởng tương tự như vậy, đẹp thì quá. hai anh chị này á, thì đặc biệt là anh á, anh chủ nhà này thì anh ở một cái vùng ngày xưa là đom đóm rất là nhiều, cái đom đóm á, cái con đom đóm của mình á, nó bay theo đàn đàn như vậy,
thì đây là cái ý tưởng gốc, mình diễn tả lại một cách rất là đơn sơ, chắc chắn là không thể nào diễn tả hết cái độ đẹp của cái cảnh mà anh thấy từ từ bé của ảnh. Thì những cái ý tưởng mà bay về đom đóm cả đàn hay là thả đèn cái quân hay đèn trời á, thì nó xuất hiện cái vách này. Đây là cái vách dựng đứng bên trong của thông tầng mà khi bước vào nhà mình sẽ thấy ngay. Ở trên trời á, mà ở trên cao cao nhất của đỉnh nhà mình sẽ mái mình sẽ có một cái giếng trượt bằng bằng kính, mình trượt qua trượt lại bằng motor, điều khiển bằng tay, điều khiển bằng remote rất là đơn giản thôi. Để hàng ngày á, anh chị bước vô có một cái hoài niệm nhỏ nhưng làm rất hiện đại. Mình làm công trình hiện đại chứ không phải công trình cổ điển, nhưng mà nó có những ý tưởng rất là dễ thương nhỏ 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 trong đó để gợi về về một cái kỷ niệm. Là giống như những con đom đóm hay là những đèn trời nó bay lên, nó bay lên trời, nó bay lên. Đó kiểu vậy đó. Nhìn từ đây rất giống đom đóm như anh nói, anh cảm giác như đang có đàn đom đóm lớn khiến cho ngôi nhà rực sáng lên. Mình nó vừa là ánh sáng chính của ngôi nhà của khu vực bàn ăn đó, mà nó vừa là có cái ý tưởng về về trang trí mà mình muốn, là nó vừa có phải có công năng chứ không thuần túy là trang trí không thì nó cũng cũng không 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 ổn lắm đó. Đây là góc nhìn từ trên cao nhìn xuống hay từ dưới nhìn lên, thì chúng ta thấy là rõ ràng hiệu ứng của cái gạch mà nó hơi bóng chút xíu, nó va chạm cái độ phản quang của nó khi cái đèn đập vào, cộng với cây xanh cộng với đèn mình bố trí nó rất là nhẹ nhàng. Và cũng tổ tiết lộ là đèn này mình dùng đèn led công nghệ tương đối cao, cho nên nó không có sợ tôi hao điện nên mọi người nghĩ và cũng cũng không phải lúc nào cũng bật đâu, nó sẽ có những cái lúc đó. Đây là vào ban ngày khi cái đèn đom đóm đi ngủ, khi đèn kéo quân đã bay bay lên trời luôn rồi thì chúng ta đã quay lại vào ban ngày đó. Đây là một cái hình khác. Tôi để ý lúc đầu cái slide nó có một cái cảnh là trên kia đang mở cửa đúng không? Phòng thờ á. Thì lúc khi đóng lại một cái là cái phòng giống như phòng phòng bí mật vậy. Thì chúng ta có một cái vách nó liền lạc và nó vuốt, nó bay lên thẳng lên trời luôn. Đó. Đây là cái góc mà mình dưới đất mình ngược lên cho cái thông tầng trên trời đó. Đó nó có cái lỗ khi mình mở kính ra là có sự liên kết giữa thiên nhiên con người nó tràn vào, và đặc biệt mà hơi lên chụp á, nó có cái mây thì rất là rõ ràng trong cái căn nhà phố hay là những cái đô thị chật chội như vậy á, có những cái cảnh có những cái tự nhiên như vậy á, rất là quý, mình rất quý những điều này và chủ nhà cũng vậy. Có lẽ vậy mình với anh chủ nhà có cái cơ duyên làm việc với nhau là vì thế. Đây là một cái cảnh khác ở dưới đất nhìn lên cái bắt đó, đây là nhân nhìn xuống cái sự giao thoa các bậc thang với nhau. Thứ nhất là làm chơi tay cũng không có nhàm chán, thứ hai thật ra mỗi cái bậc thang nó có một công năng rất là đặc biệt của nó. Nó gần như sân chơi, đừng sợ con nít chạy nguy hiểm gì hết, bữa đây chạy mà mầm mầm không vấn đề gì hết. Đây là cái mặt bằng nhà, mặt bằng hơi kỹ thuật ha, hơi khô khan tí xíu nhưng mà mọi người cứ xem để hiểu. Từ bên trái qua là cái lối vào chính, thì nguyên tầng trệt mình sẽ mở rộng là không gian mở hết, chỉ có cái phòng ngủ và master phía sau mình mở về phía sau, và có một cái cửa cửa sổ để quan sát các sinh hoạt trong nhà của gia chủ. Ở cái lầu 1 là tầng 2 đó thì nó sẽ xuất hiện hai cái phòng ngủ và làm lệch tầng nhau, bởi vì mình vừa tiết kiệm được diện tích sàn nè, mình không cố làm lớn và mình cũng không có cố làm công trình nó quá cao làm gì. Thứ nhất là về kinh tế, cái này là chủ nhà không yêu cầu nhưng mà mình nghĩ rằng trách nhiệm kiến trúc sư á, trong bốn cái chức trong bốn cái tiêu chí để làm một công trình đó, nó có về mặt kinh tế nữa, thì dù cho họ có nhiều tiền ít tiền thì mình nghĩ rằng mình nên ý thức những việc này ngay từ đầu để cho cái công việc được có sự kết thúc và họ hạnh phúc dễ chịu với cái sản phẩm mà họ nhận được. Đương nhiên là phải ưu tiên về mặt công năng thẩm mỹ còn nhiều cái nữa, thì cái lệch tầng nó giải quyết được cái câu chuyện đó. Cái hành lang cầu thang nó sẽ ngắn lại, chiều cao thấp lại để mình nhường lại những cái ngọn thở cho đô thị nữa. Chúng ta không cố làm cái phòng quá lớn, nhà quá cao để làm gì, trong khi những cái tiện ích bây giờ người ta không không sống trong một căn nhà quá to, mà người ta sống rằng á, tiêu chí trên thế giới bây giờ là 1 mét vuông sàn không phải bao nhiêu tiền nữa, mà một mét vuông sàn sử dụng là chúng ta có được bao nhiêu hạnh phúc trên 1 mét vuông đó, có bao nhiêu tiện ích trên 1 mét vuông đó, chúng ta hưởng thụ bao nhiêu 1 mét vuông trên đó, thì cái đó mới là tiêu chí lớn. Nghe em rất là thích cái câu đấy, bao nhiêu hạnh phúc trên mét Ô, không vuông phải, ạ. không phải. Bạn đứng với một người bạn yêu trên dù rất chật bạn vẫn mà hạnh phúc đúng không, còn bạn đứng trên một căn phòng rất rộng với một người bạn không yêu thì bạn rất là lạ lắm. Đây là cái sân thượng và phòng thờ, đây là cái phần mái của nó,
đây là cái mặt tiền, gọi là mặt 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 diện đó, mặt trước của nó, thì nó sẽ phủ cây xanh nhiều như thế này. Đây là cái mặt cắt dọc toàn bộ tổng thể ngôi nhà đó. Thì nãy giờ các cái ý tưởng mình nói, cái đường màu xanh á, mũi tên xanh á, thì nó là thể hiện cho cái đường gió, rất quan trọng điều này, đúng rồi. Và tại sao nó lại có những hệ thống đóng cửa mở cửa một cách chủ động như vậy? Vì mình biết đó, gió nó không có cố định như cái quạt máy của mình mà nó ảnh hưởng theo mùa thay đổi. Thì cũng có nhiều người rất thích gió lớn, có nhiều người thích gió nhẹ, có nhiều người thậm chí là thích gió mà gió kiểu thông hơi thôi. Thì chúng ta hoàn toàn chủ động trong cái việc mà chọn cái gió đi vào nhà mình, thậm chí nó giống như một trò chơi, chúng ta điều khiển gió khi gió vào nhà vậy. Chúng ta được quyền chọn nó mạnh nhẹ rồi đi vào phòng này thế nào, thì hoàn toàn quyền thông qua các hệ thống cửa mở cửa đóng trượt như vậy thì chúng ta chủ động được. Đương nhiên là khi ngay từ đầu là làm kỹ thuật đó, thì mình phải có những cái khoản lấy gió được cái đã, rồi vô nhà mình mới có cái quyền là bảy nó hay không bảy nó, điều khiển nó đi đâu. Cái này không phải là cái điều quá khó khăn nhưng cũng không phải là quá dễ, nó phụ thuộc vào cái hướng nhà của các bạn có, cái thức khối cách kiến trúc có đặt rỗng, nó phải tạo sự cân bằng rất là khoa học thì nó phải đạt được. Thì rõ ràng cái khoảng rỗng khi mình bỏ đi ở phía đầu, ở giữa giữa nhà rất là lớn, và cái khoảng vườn phía sau cũng như cái khoảng lùi phía trước, là tôi thấy là nó là những cái bước đệm, những cái lỗ thở để mà cái gió bước vào nhà, chất lượng gió nó đạt được tối ưu nhất. Và cái sự liên lạc đó của con người với nhau thông qua cái thông tầng giữa nhà đó, là nó phải đạt tối ưu nhất, cũng như cái sự liên lạc giữa người với thiên nhiên đó. Còn cái màu tím á, mà bên bên trái mọi người đang xem á, hay tôi đang xem, thì nó là chính là cái tiếng ồn, là bụi bên phía bên ngoài. Thì nó nhờ con đệm cây xanh như thế này thì nó sẽ giảm rất là nhiều, mà nó giảm chứ còn nó mà tuyệt đối á không. Nhiều khách hàng mình hiểu sai khi mà nhiều nhiều công trình khác của mình nói là anh chị muốn tuyệt đối bằng cây xanh thì rất là khó, bởi vì nó cần một khối tích đủ, đúng không? Ví dụ bạn 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 xem cái nhà cách một công viên, nó dài gần 100 mét vuông, cây bằng trồng như một cái rừng thì nó khác, còn bạn ở nhà phố bạn trồng một cái cây, bạn có dày mấy dày nó thì cũng vẫn là khác đó. Cho nên chúng ta đừng hiểu sai vấn đề này, đây là vấn đề khoa học, nó có cái định lượng nhất định của nó. Đây là một mặt cắt khác nhưng mà ở cái góc nhìn ngược lại, cái là cũng bằng cắt dọc đó, nhưng mà bên phía bên tường bên kia nhìn lại để mình thấy rõ cái công năng cũng như cái bố trí phòng của nó. Mình thì mình nghĩ rằng với kiến sư á, hay là với một slide chia sẻ, mình tại sao mình nãy giờ mình trình bày nhiều vậy, mình nghĩ là nên nên rõ ràng cái việc mình làm, càng minh bạch càng tốt. Biết đâu được nó cũng sẽ có những góp ý từ từ phía phản hồi, không phải từ khách hàng trực tiếp của ngôi nhà này mà nhiều người khác, mình sẽ tiếp cận nó tốt hơn. Cái thứ hai nữa, mình nghĩ rằng mình không đủ thời gian hoặc là đủ cơ hội để mà làm việc với nhiều khách hàng. Thì nếu những khách hàng nào có những ý thích, có những ý tưởng nó tương tự như vậy, hoặc là yêu thích nó, thì đây cũng thể là một cái ví dụ tốt cho mọi người để tham khảo, và mọi người nên hiểu nó để áp dụng riêng chính mình. Không làm với kiến sư này thì làm kiến sư khác không vấn đề gì hết, nhưng mà mình nghĩ rằng cái sự chia sẻ này cho cộng đồng đó, nó rất là quan trọng, để cho nên mình làm nó rất là kỹ chỗ này chút xíu để cho mọi người hiểu. Đây là một góc nhìn khác từ các con như một thang đi về nhìn vào người phòng thờ. Đây là góc nhìn phòng thờ nhìn ra, đây là khoảng thông tầng ở trên, khi nắng nó chiếu vào nhà. Sẽ rất nhiều người hỏi là cái thông tầng này nắng nó vô, anh cho nắng nó vô thì nắng nhiều quá thì nóng rồi cháy da cháy thịt gì đó. Thì thật ra nó không quá khó để mình điều tiết nó bằng cách đó. Thấy thứ rất là rõ là nắng nó vô nhà và vô ở những điểm nhất định, đúng không? Và khi vô nhà nó tán xạ ra chứ nó không có vào trực tiếp những cái nơi mà mình sợ. Thì mình thấy đây, đây là nó vừa nhận đủ, và bằng cái cấu trúc kiến trúc, bằng cái hướng gió, hướng lộn cái hướng mà chưa góc chiếu nắng, mình có thể tính toán được ngay từ đầu theo mùa, thì để cho nó rơi vào những lúc những cái chỗ mình muốn. Và khi vô nhà nó sẽ dùng ánh sáng gián tiếp, nó tán xạ các mặt sàn, các mặt tường, nó sẽ tán xạ ra chứ nó không còn là sáng trực tiếp nữa, thì mình không sợ nắng hay nóng cái chuyện này đâu. Đây là một cái cầu thang, một góc bế cầu thang đi từ thang sắt bên dưới, từ trên lên lầu 1. Đây là cái bộ cổng thì chụp gần lại cái vườn, cái sự kết nối giữa bên ngoài, cái người đứng ngoài lề đường và trong nhà, cũng không sợ mất cái chuyện an ninh này. Tại vì mình thấy là xin lỗi, mình thấy là bây giờ làm nhà nó riêng hay là những công trình nói chung á,
chúng ta có quá nhiều cái nỗi sợ. Mình hiểu cái câu chuyện an ninh, nhưng an ninh nó có rất nhiều cách để mà mình giải quyết, camera rồi nhiều cái, và đấu tranh về mặt xã hội để bài từ ABC, mình rất có nhiều cách để mình giải quyết chuyện đó. Thậm chí lớp kiến trúc của mình cũng vẫn có thể thay đổi được, mình có thể bằng nhiều lớp để mình ngăn chặn. Nhưng mà chứ để nói rằng vì an ninh, vì thế này thế kia, chúng ta đóng đóng một cách gọi là cực đoan, chúng ta cũng 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 nên cân nhắc cái đó, vì vô hình dung chúng ta sẽ tự làm mất đi những cái gì mà mình thấy hay ho đẹp đẽ nhất bên ngoài, mất cơ hội đó cho bản thân người trong nhà đó, khi nhìn ra bên ngoài hay là nhìn kết nối bên ngoài giữa người với người hay giữa người với thiên nhiên, thì mình nghĩ là đây là một cái sự cân nhắc. Nếu an ninh mình giải quyết bằng nhiều cách để mình giải quyết an ninh, chứ đừng, chứ không phải nhất thiết chúng ta phải đóng hết tất cả mọi thứ, nó không tốt cho một ổn cho một cái ngôi nhà ở tí một tí nào hết. Đây là một cái vùng thấp sử dụng nhà rất hiện đại, nhưng sử dụng rất nhiều đồ cơ bản về gỗ cối, rất là đơn giản thôi, và có tận dụng lại những cái ghế cũ sofa hộp ngày xưa ở Huế mình đó, mình đưa vô thì có những cái nét nó hơi liên kết với quá khứ một chút xíu, và chủ nhà rất là happy với điều này. Đây là một cái bộ trường kỷ cái phòng thờ. Tôi có thể thấy là nhà rất hiện đại nhưng sử dụng lại rất là nhiều cái màu sắc, và cũng như cái furniture đồ dùng á, là nó mang tính kết nối vào quá khứ, thể hiện cái tính bản 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 địa rất là rõ của ngôi nhà này. Đây là cái view phía sau của phòng ngủ. Rồi cái slide mình kết thúc bằng một hình ảnh là hai bé đang dắt tay nhau đi chơi dưới gốc cây. Ok, cảm ơn mọi người. Cái slide cuối cùng, cái hình này là nó nói lên tất cả những điều mình muốn nói rồi đó, con người với con người, thiên nhiên với con người. Một Rồi, hình cảm ảnh. ơn. Chắc mình thoát slide này hả? Vâng, đây là slide cuối cùng rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ làm sao cùng trò chuyện với nhau để có thể hiểu hơn về từng góc căn nhà nhé. Từ nãy giờ thì anh Thư không chỉ lắng nghe anh đâu, mà anh Thư thì bảo phải cúi xuống anh biết để gì không ạ, để nốt lại những điều anh nói mà anh Thư thấy hay. Và thứ hai nữa là để trả lời các cái comment cũng như là những cái inbox của mọi người. Bởi vì rất là nhiều người đang bị cuốn vào câu chuyện này và bảo rằng là rất lâu rồi mới có một gọi là phần nói chuyện dài đến gần 50 phút ạ. 8 giờ 8 giờ 50 luôn lắng nghe mà cảm thấy quá là cuốn mà không biết thời gian. Mà anh Thư cũng nhìn rằng là hôm nay chúng ta cũng sẽ chắc chắn cũng sẽ gọi là buôn chuyện cùng nhau dài thời gian hơn, nhưng mà anh Thư tin rằng là quý vị khán giả vẫn sẽ follow được câu chuyện này và vẫn muốn đặt nhiều câu hỏi hơn nữa cho anh. Vậy thì anh sẵn sàng chưa? Bây giờ Rồi, chúng sẵn sàng. ta sẽ trả lời những cái câu hỏi mà anh Thư nhận được từ khán giả cũng như là nốt lại từ chương trình anh nhé. Đầu Rồi. tiên là để cái tên đi, bởi vì em nghĩ rằng là cái tên chính là đại diện cho công trình, cũng là cái tinh thần công trình. Tên công trình ở đây là The Flow of Time House, có nghĩa rằng là dòng chảy thời gian đúng không anh? Vậy thì tại sao anh lại quyết định đặt cái tên này cho công trình của mình, và nó ý nghĩa như thế nào với anh cũng như là chủ đầu tư ra ngôi nhà này? Rồi, cảm ơn thôi. Thật ra tiêu chí của MVK đó, cũng như bản thân mình đó, các anh em văn phòng đó, luôn định hướng với nhau cái này. Mình đang làm các công trình tại Việt Nam, đúng không nào? Hay là bản chất một kiến sư khi làm việc đó, mình nghĩ là có là một kết nối với tính bản địa của nó, nên như vậy. Mình nghĩ nên như vậy. Mình nghĩ đây nó có một cái hướng chọn. Thì trong các công trình của mình nó thường mình làm rất là hiện đại, nhưng mà nó có tính kết nối, có tính bản địa của nó, có tính văn hóa của nó, văn hóa bản địa đó. Thì từ kết nối mà quá khứ tới hiện tại và tới tương lai, nó là một cái dòng chảy, và rõ ràng lắm cái dòng chảy đó nó thể hiện bằng cái thời gian, chứ nó không phải là một cái hình vẽ hay là bất cứ một cái định lượng hay là một cái tính chất gì ta gọi được tên. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là trong cái căn nhà này á, nó là những cái thế hệ mà các anh chị là người trẻ, cũng ngó ngét cũng hơn 40 một chút xíu thôi, và hai bé gái. Thì rõ ràng trong chương trình này mình thể hiện rất là nhiều điều nãy giờ mình chia sẻ, là nó là hiện đại nhưng nó có những cái tính bản địa đặc trưng ở Huế rất là rõ. Khoảng vườn, khoảng lùi, các phòng ngủ của bé gái thì vẫn rất là tương tác dễ dễ chịu với cái khoảng đông tầng giao tiếp với nhau, nhưng mà nó có những cái đặc thù của người Huế là rất là nhẹ nhàng, e ấp và phụ nữ mà. Cái thứ ba nữa là cái ý tưởng mà về bản địa, là các lồng đèn nè, rồi
các bàn ghế, thậm chí là cái đom đóm hay là những cái đèn trời, thì rõ ràng ở đây người ta rất là biết những cái việc này, nó không quá khó để mà đoán. Cái nữa là cái sự liên kết giữa người với người ấy, là cái giáo dục gia đình, thì anh chị này là thuần mình tiếp xúc nhiều và họ rất là thuần Huế. Họ có những ý tưởng, mặc dù người thì người trẻ nhưng mà họ họ rất là thuần người Huế, nhưng mà không biết diễn tả thế nào à. Kiểu kiểu giống như là cái văn hóa là đặc trưng á, mình thì mình rất là thích như vậy, và mình muốn có từ cái giáo dục gia đình đó nó sẽ có liên kết hai bé gái sau này á, nó cũng sẽ như vậy, nó có những cái đặc trưng của nó cộng với những gì mà mình giải quyết bằng bằng kiến trúc, thì rõ ràng đây là một cái dòng chảy. Chưa kể cái ý tưởng ban đầu mà nó là một cái tham vọng rất là lớn khi mà làm cái đô thị mà lan tỏa cho những nhà căn nhà sau là màu xanh, thì cái này nó cũng cần phải một cái thời gian. Nếu như nói không ngoe để chốt lại những gì mình nói, thì mình nói thế này, không phải mình nói nữa, mình trích dẫn một câu nói của rất nhiều người khác, người lớn đi trước, những cái bậc tiền bối đi trước. Chúng ta đã có một cái quá khứ tính bằng vài nghìn năm, đúng không nào? Thì các việc chúng ta đang làm, các mỗi hành động, mỗi suy nghĩ chúng ta đang làm trong tất cả ngành nghề, công nghệ, ngành kiến trúc, biết đâu được nó là nền tảng, nó đang lại viết một lịch sử khác cho vài ngàn năm tiếp theo. Nó rất là quan trọng chỗ đó, cho nên mỗi lần mình làm á, mình rất là ý thức cái câu nói đó, chứ mình không có lơ tay hay là mình có thể mất tập trung được đó. thì thì, Thì thì mình cũng chính là một người đang viết nên lịch sử đúng hả, anh nói sao anh không nghe? không? À, bởi vì chính mình cũng đang là một người viết nên lịch sử đúng không anh? Đúng rồi, đúng rồi, mình phải ý thức được điều đó. Thì như vậy thì nó sẽ có, mình là cái thế hệ đang kết nối ở cái quá khứ đã trước mình, và đằng sau mình là trong cái tương lai. Thì cái căn nhà này nó cũng thể hiện rất là rõ đó, mà cái tiêu chí cũng là cái tiêu chí xuyên suốt cho nhiều công trình khác của MVK lắm, chứ không riêng công trình gì đâu. Nhưng mà ở đây nó có những cái đặc tính rất là rõ của gia đình này, cho nên mình mới đặt cái tên này cho công trình đó. Chứ nếu cái tên này á, nó được đặt á, thì đặt hết tất cả công trình của mình làm mới đúng kìa. Có một đặc trưng trong những công trình của kiến trúc sư đúng không ạ? Ừ. Một câu hỏi nữa, bởi vì em thấy rằng ngôi nhà được xây dựng ở Huế là một vùng đất có bề dày lịch sử văn hóa, Ừ. thì khi lên ý tưởng thiết kế cho ngôi nhà này, anh có chú trọng đến yếu tố văn hóa để làm sao cho ngôi nhà của mình hòa hợp với không gian của xứ Huế mộng mơ nhưng mà lại vẫn mang một cái nét kiến trúc nào đó rất hiện đại và riêng không ạ? Ừ, có chứ. Thì nãy giờ mình nói đó, cái câu trả lời lúc nãy nó cũng đã bao trùm cái câu hỏi vừa rồi của anh Thư rồi đó. Là Em muốn là sâu hơn à, về sâu lĩnh hơn hả? vực. Vâng, nãy giờ thì em thấy nó cảm xúc nhiều hơn, nhưng mà em À. muốn là với tư cách của một người ngoại đạo, nhưng em muốn Ừ. nghe nhiều hơn về kiến thức kiến trúc ở đây, là Ừ. anh đã lồng ghép những yếu tố nào trong thiết kế cũng như là kể cả những cái nội thất mình đưa vào như thế nào, vì em thấy Ừ. là rất nhiều những cái đồ cổ, đồ gỗ nó Ừ. mang cái yếu tố xưa cũ đúng không ạ, nó Ừ. rất là Huế. Ừ. Vâng, nhưng mà những kiến trúc ở đây thì em lại thấy vẫn rất là hiện đại, Đúng, chính xác. kết hợp như thế nào? Thật ra mình nghĩ rằng á, mình hay là Thư hay là những cái anh em khác, mọi người, con người khác ở cái thời điểm hiện tại á, nó đóng một cái vai trò kết nối, thì cái tương lai á, nó sẽ có sự thay đổi là chuyện không thể tránh khỏi. Thế giới bây giờ rất là phẳng, không chỉ ở Việt Nam hay là trên trái đất này, mọi người có trong vòng 1 phút, thậm chí vài giây có thể giao tiếp với nhau rất đơn giản bằng mọi ngôn ngữ, đúng không, mọi hình ảnh. Thì mình nghĩ rằng cái sự thay đổi thì nó cũng có cái biến đổi khí hậu nữa, thì mọi sự thay đổi đó nó buộc lòng con người ta phải thay đổi. Thì khi con người thay đổi thì cái tính văn hóa, tính thói quen hay tất cả những gì xung quanh con người nó sẽ thay đổi, chứ không thể cố định mãi được. Cái vấn đề ở đây á, là chúng thay đổi chúng ta sẽ phải tiến tới một cách mạng chắc chắn, không riêng ngành kiến trúc đâu, nhưng mà nó sẽ dẫn tới một kết quả như thế nào thì chúng ta phải hoạch định trước ngay từ đầu, và nên hướng tới một sự rất là văn minh. Không phải là chúng ta cứ sống mãi trong một quá khứ nó đậm 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 đặc như vậy, và chúng ta bê mãi một cái quá khứ đi suốt một trình lịch sử, thì chúng ta không sẽ không có sự phát triển. Nhưng nếu chúng ta phát triển quá nhanh mà không nhìn lại, không bình tĩnh hay là không điều chỉnh cái hành vi của mình phù hợp á, thì nó sẽ hoàn toàn ngắt đứt cái tính giáo dục, cái tính nhân văn, cái tính mối quan hệ tương tác giữa người cũ và người mới, và tương lai thì chúng ta sẽ mất hết cái văn hóa cũ đi. Chúng ta phải biết chọn lọc những cái tốt trong cái cũ và những cái không phù hợp trong cái cũ, chúng ta phải chọn lọc rất là rõ ràng, thì từ đó nó sẽ dẫn tới một cái điều rất là văn minh. Thì tại sao mình chọn công trình hiện đại như vậy, nhưng mà có thể hiện rất là nhiều thứ với trong đó. Ví dụ bạn mình nói rất là rõ câu này, mình chưa chia sẻ với ai nha, chỉ với chia sẻ chủ nhà thôi. Bạn biết
một tinh thần, và nó là một tinh thần mà không dùng từ là phong thủy ấy. Thì thường thường ở Huế người ta làm nhà, người ta có quan niệm là, hay là những nhiều công trình khác người ta quan niệm là tiền thủy hậu sơn, tả thanh long ngũ bạch hổ gì đó. Thì mình không định nghĩa cắt nghĩa đây là phong thủy hay là niềm tin gì hết, nhưng mà mình muốn có một cái nét, có một cái nét để cho cái tâm lý của họ nó được phấn chấn vui vẻ, và họ tin rằng cái điều đó là chính là cái tính phong thủy. Ở đây mình chưa nói phong thủy hay không, thì bạn thấy rõ ràng cái vườn phía trước á, khi bạn bước qua thì nó là một cái màu xanh, và nó là một cái giả rất là mềm mại, thì nó thay cho cái tính thủy ở đây. Nó giống như một cái, nếu mà nói mà hơi vui á, thì nó giống như một cái đệm chân á, để chúng ta vào chúng ta bỏ lại những cái thứ tiêu cực ở phía sau trước khi chúng ta bước vào căn nhà. Thì đó là tính thủy như vậy. Còn bạn thấy là rõ ràng cái sàn nhà nó màu xanh, chúng ta vuốt lên trên tầng, tôi vuốt bay lên trên trời luôn, và bay đâu, bay lên trời chứ không bay, không phải bay vô phòng nha, bay lên trời thì nó đại diện cho một cái ngọn núi và những cái bờ suối này vậy đó, nó sẽ kéo lên, tức là sự liên kết giữa trời và đất đó, nó được cân bằng. Thì đây tạo một cái đà tâm lý rất là tốt cho chủ đầu tư. Ở đây mình không có nói gì chuyện chuyện phong thủy tiêu cực hay không, mình chưa nói gì đó, mình chỉ nói về mặt tâm lý trước cái đã, rồi những ý tưởng mà mình nói lại nữa là phụ nữ Huế họ rất là, mình có một người vợ Huế nè, rồi người Huế họ rất là nhẹ nhàng, họ rất là kín đáo, họ rất là then cài. Rồi thì những căn phòng ngủ mặc dù tính mở nó rất là lớn, nhưng mà nó phải cần một đạt một sổ riêng riêng tư, đạt được một cái ý tứ. Nhưng nếu như Thư và mọi người xem kỹ lúc nãy cái slide lúc nãy á, lát nữa cái nếu có thời gian mình sẽ trình chiếu lại sơ sơ lại chút xíu về cái đoạn này, thì cái cầu thang nhà này á, ngay vị trí từ tầng trệt lên lầu 1 thì nó xuất hiện. Nhưng rõ ràng cái góc cạnh khác, nếu như không vào tham gia thì hai cầu thang còn lại đi lên các tầng khác gần như nó không có. Và đây là có một cái ý tứ ý nhị, nhà phụ nữ nhiều mà chỉ có một mình ảnh là đàn ông thôi, thì nó có những cái bất tiện khi mà di chuyển với nhau, thì cái này nó giải quyết cho cái chuyện đó, không thấy cầu thang. Thì nó rất là nhẹ nhàng, và mình dùng từ là gì, mình không thích những ý tưởng mà, hoặc là mình không phải không thích, mà mình không thường hướng tới những ý tưởng mà nó lộ ngay từ đầu. Nó phải từ từ để cảm nhận và người ta thí nghiệm ra cái văn hóa, cái thói quen đó, chứ không phải là bằng cái thể hiện mà một cái hình ảnh cụ thể nào đó rồi viết một cái tên Huế thế này rồi Nha Trang thế kia hay là Sài Gòn, không phải như vậy. Mình nghĩ nó sẽ rất là không hay xíu nào. Cho nên mình sẽ nghĩ là nó nên nhẹ nhàng và ẩn ẩn vào kiến trúc chút xíu. Đương nhiên nó phải rõ ràng, nó đừng có đánh đố người ta và bắt suy nghĩ những cái việc mà nó không không có thành có thì nguy hiểm quá. Em rất đồng ý và em cũng đồng ý ngay khi mà em xem cái slide đầu tiên mà anh trình bày về ban ngày ấy, cảm giác giống như là một lô cốt được cây bao phủ, nhưng khi đêm đến cái là mình xuyên vào trong và thấy rằng là bí mật dần dần được tiết lộ, dần dần hé lộ, giống anh nói mọi thứ nó phải được khám phá từ từ, Đúng không rồi. tìm, không phải quá mất thời gian để suy nghĩ, nhưng mà khiến cho mình cảm thấy rất thú vị, nó giống như là một cô gái Huế anh nhỉ. Đúng rồi, phải có một cái trải nghiệm và phải có một cái thời gian để họ trải nghiệm điều đó, thì họ sẽ rất là thích, họ sẽ phát hiện ra những cái bí mật nó cứ từ từ như vậy đó. Thì mình nghĩ là rất là tích cực chứ, rất là tích cực chứ, cho mình ở một cái nhà như vậy rất là tích cực. Khi mà đọc về các công trình của anh thì em cũng có nghiên cứu và thấy rằng là nó có ba cái điểm nổi bật. Thứ nhất là vấn đề về kiến trúc xanh, sử dụng năng lượng tự nhiên. Thứ hai là vấn đề về kiến trúc có tính kết nối với bản địa, đúng không ạ? Và thứ ba là sự liên kết giữa người với người, và sự liên kết giữa người và thiên nhiên, làm sao mà để mong muốn của anh luôn luôn làm sao có cái sự hòa hợp đó. Vậy thì cái sự kết nối về tính bản địa cũng như là về cái dòng chảy thời gian thì em đã làm rõ rồi. Bây giờ em đang muốn nghe lắng nghe nhiều hơn về cái việc anh sử dụng kiến trúc xanh ở đây. Kiến trúc xanh có lẽ là không chỉ là trồng cây xanh đâu, đúng không anh? Mà như anh nói đó còn là sử dụng năng lượng tự nhiên và có trách nhiệm với môi trường nữa. Đó, em muốn nghe nhiều hơn ở ở cái chi tiết này. Là ý bạn Thư là muốn cái tiêu chí đó trong công trình này hay là các công trình khác chung luôn? Công trình này. À, công trình này. Không Xin lỗi, nãy giờ mình nói nhiều quá. Ok, mình đã sao uống một đâu ly nước. ạ. Thì nãy trên cái slide nó có nhiều cái đoạn nhưng mà cắt. Tại vì chắc là nãy trình chiếu nhanh quá, có thời gian để mình bật lại cho. Thì cái năng lượng gió, bây giờ nói năng lượng thì nó rất là nhiều. Thì những cái năng lượng cơ bản mà dễ sử dụng nhất, không có việc gì dễ đâu, nhưng mà với mình thì nếu mà bạn làm lâu thì bạn nghĩ nó cũng không phải là quá quá khó.
thật ra những ý tưởng về công trình xanh á, mà nó thật nghiêm túc là nó không phải là công trình, một ý tưởng quá mới với trong ngành này, đặc biệt là nếu để chúng ta biết biết tới quá khứ để tiếp nối thì rất nhiều công trình cổ điển trước đó, về nhà Rường, nhà Ba Giang, rất là nhiều thứ người ta đã làm công trình xanh rất là tốt. Nhưng mà trải dài một cái quá trình hiện đại hóa, mình nói rồi, nó cái gì đó tính hai mặt của nó, tính xã hội mà không tránh được đâu, thì chúng ta quên mất và chúng ta đi chạy theo một cái tiêu chí khác, một cái mục tiêu khác, một kết quả khác, thì hệ quả là gì? Rất là rõ ràng là chúng ta thấy rằng không phải riêng ở Việt Nam, trên toàn thế giới, dù cho đất nước nào cũng vậy. Và biết đâu được cái Covid mà chúng ta đang trải qua, đang hoành hành thế giới, nó kinh khủng đến mức độ nào, thì nó là một cái bài trả lại từ thiên nhiên, một cái báo động để chúng ta điều chỉnh, con người chúng ta điều chỉnh cái hành vi của mình cho nó đúng. Vì công trình xanh á, đúng như như tôi nói đúng là nó không chỉ là cái công trình mà chỉ có trồng nhiều cây xanh, mà quan trọng trồng nhiều cây xanh đó thì cây nó làm cái gì, đúng không? Sau cái đằng cây đó nó sẽ có tác dụng gì cho công trình đó, chứ không phải là thấy cái màu xanh đó chúng ta mát mắt chúng ta nói là công trình xanh thì không đúng. Thì qua cái lớp đệm không khí đó, chúng ta có một khoảng không khí nó mát, một lượng oxy lớn, rồi chúng ta có lượng hút CO2, thì cái đó là cái chính của cái cây. Đồng thời á, cái lượng gió và nắng á, nó vô nhà, nó sẽ được tiết chế vừa đủ qua cái lớp những lớp cây xanh này, và nó sạch trước khi nó vào nhà, nhìn được là sạch. Thì trước vào nhà tức là thêm lớp đệm thứ hai nữa, chính là các lớp cửa của mình để mình chủ động chọn hay không chọn, tại vì thiên nhiên cho, nhưng mình có quyền lấy hay không lấy mà, đúng không? Mình có quyền đó, lấy bao nhiêu là đủ, lấy nhiều lấy ít là hoàn toàn vào các cái bố cục về cây xanh, và cũng như các khoảng cửa, cái cấu tạo cửa của mình mở bao nhiêu trong 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 theo mùa theo ngày, và hoàn toàn chủ động cho con người mình chủ động được, không, cái này không quá khó. Nắng cũng vậy, còn về nước điều này rất là khó. Ngoài cái chuyện mà chúng ta tận dụng nguồn nước để bơm tưới cây thì chúng ta phải có ý thức, tại vì có thể chúng ta đang sống trong một cái môi trường mình nghĩ là mọi người xem nhẹ điều này, nhưng nếu ở các môi trường khác, ở châu Phi hay là cái gì đó, rất nhiều cái nơi trên thế giới khác và thiếu nước sạch, thì mình nghĩ rằng nước rất quý, như sa mạc chẳng hạn, đang đi 2 3 ngày không uống nước chắc mình chết mất, đúng không? Thì cái khoảng xanh này nó cũng là khoảng lọc nước để trước khi thải ra ra cái đô thị, nước sinh hoạt của mình á. Thì qua những cái bước đó mình nghĩ là cái gạch đó mình muốn sử dụng rất là nhiều gạch không nung, thì cũng nung là dạng gạch mà mình dùng tái chế cái công nghiệp, các phế phẩm công nghiệp mình làm, ví dụ đốt tro rơm mình ép ở nơi nung nén ở nhiệt độ cao đó, thì từ cái các vật liệu cũng vậy, hay là những vật liệu nhẹ như tấm gạch mát rima gì đó làm tròn thay cho gạch cao hay là cái gì đó. Thì rõ ràng là cố gắng hạn chế tối đa những cái tác động tiêu cực nhất từ lúc mà xây công trình, tại vì tôi tưởng tượng giống như công trình nó đang ở một miếng đất trống, nó có rõ ràng cho miếng đất đó chúng ta không thấy bằng mắt thường được, chúng ta thấy là nó là một miếng đất trống đang cỏ cây bình thường, chúng ta nghĩ là đó là một miếng đất trống, không phải, đó là một cái mà hệ sinh thái đấy chứ, đúng không? Cho miếng đất đó trước khi chúng ta xây nhà, thì tự nhiên ở đâu mà sinh thái đang tồn tại, chúng ta đặt một cái kiến trúc cái đùng cái 5 x 20 lên, thì tại sao mình phải cố gắng làm quá nhiều sàn để làm gì, quá nhiều tầm cao để cản gió làm gì, quá nhiều sàn để mất được cái sinh thái làm gì, thì mình phải trả lại cho tự nhiên bằng cách những khoảng vườn này. Thậm chí có những mình nhận được rất nhiều câu hỏi trước đây, nó gần giống như một câu chất vấn vậy, trong nghề cũng có, khách hàng cũng có, ngoài nghề cũng có, họ nói rằng trồng cây nhưng mà anh thấy có cực quá không, làm sao anh chăm sóc được cây đó. Câu hỏi nó thật ra là rất là có cơ sở, nhưng mà nó thật thế này, muốn chăm sóc nó không phải quá khó, không phải là không có cách, đây là vấn đề khoa học giải quyết không hề khó, muốn cho nó phát triển tốt cũng không quá khó, chúng ta lựa được chủng loại cây mà, đúng không? Tùy vào kiến trúc, tùy vào cái bố trí mà bố cục đặt để của nó, trong nhà hay ngoài trời, chịu nắng hay là chịu râm, hay là hoàn toàn là chịu râm, hay là bán râm nửa nắng nữa nữa, nó rất là nhiều thứ đó mà chúng ta lựa chọn. Còn cái vấn đề khi chúng ta làm công trình, chúng ta đã chiếm đất cho của tự nhiên, chúng ta phải cố gắng trả lại cho tự nhiên bằng những điều tích cực nhất, thì rõ ràng cái sự tương tác hàng ngày của chúng ta với cây xanh đó chúng ta phải chăm sóc. Còn chăm sóc bao nhiêu ngày, bao nhiêu lần thì do chúng ta định lượng được nó, và chúng ta lựa chọn được cái cách chăm sóc, cái cách trồng cây, thậm chí cái loại cây gì, chăm nhiều chăm ít tùy vào điều kiện của mỗi người. Còn nếu như chúng ta quan niệm rằng trồng cây xanh chúng ta cứ thả cho như một cái rừng chúng ta tự nhiên, và chúng ta cứ thế thụ hưởng nó mà không cần chăm sóc, thì mình nghĩ đó là hoàn toàn vô lý, nó mất mất cân bằng. Chúng ta phải cho chúng ta chứ, chúng ta phải nhận chứ, chúng ta không chịu cho chúng ta đâu cứ đòi nhận như thế, thì mình cũng có cái câu trả lời như vậy, phải có sự tương tác, phải có chăm sóc.
Còn tùy điều kiện mỗi người thì hãy để cho kiến trúc sư họ tính toán và chủ nhà họ bàn rất là kỹ vấn đề này. Bạn có điều kiện hơn thì bạn trồng cây nó chăm sóc cực hơn, bạn không có điều kiện thì trồng ít hơn, nhưng ít nhất bạn cũng phải có những cái năng lượng tích cực như vậy trả lại cho tự nhiên, thì chắc Em rất chắn thích rằng năng rằng lượng rằng tích cực này, đúng không? rất là thích cái lối suy nghĩ của anh, đồng thời cũng như là cái phong cách mình thể hiện trong cách mà mình xây dựng những cái công trình. Và em đặc biệt ấn tượng với việc ban nãy anh có chia sẻ là khi mà vào ngôi nhà thấy rất là nhiều khoảng trống, nhiều người đặt câu hỏi tại sao lại phí không gian như thế này, Đúng nhưng rồi. anh nói rằng là những cái công năng của nó đã được sử dụng hết rồi và không ai nghĩ ra vấn đề gì có thể để chê trách được nữa, vậy thì chứng tỏ là nó đã phát huy hết tối đa gọi là công năng của mình rồi. Vậy thì khi mà anh ra quyết định là sẽ sử dụng nhiều khoảng trống như vậy thì chị mà có ý kiến gì không? Mình có gặp một cái khó khăn gì khi mà thuyết phục chủ nhà không? Em nhắc lại một nửa câu hỏi, anh bị mất cái mic của em một nửa câu hỏi. Vâng, em đang tò mò rằng là khi mà mình sử dụng nhiều không gian để làm khoảng trống như vậy để các thành viên có thể giao tiếp với nhau được nhiều hơn, như anh nói là bớt đi những cái bức tường này, làm sao để bớt những cái vách ngăn và mọi người có thể nhìn thấy nhau nhiều hơn. Khi đó thì có gặp khó khăn gì với gia chủ không? Họ có Có cảm chưa, có chưa, không không có, không có mới lạ, có chưa, mọi gia chủ em à. anh? Em thấy rất thú vị đấy ạ. Anh nhà nói đó, anh chưa nói tới cái điều khó nhất đó, anh nói cái điều dễ nhất đây là chính là cái phần mà mặt đứng trong công trình. Tất cả khách hàng đều đều quan niệm và hầu hầu hết người Việt mình, hầu hết ngay bản thân nếu anh không học học ngành kiến trúc, anh làm ngành ngành khác hoặc là từ nhỏ anh cũng có suy nghĩ đó mà. Ô, mặt tiền, mặt để chúng ta kinh doanh được, chúng ta có thể cho thuê, rồi chúng ta có thể làm những điều đó gì đó sinh ra một cái lợi nhuận. Điều này không xấu, mình nói rất là rõ là điều này không xấu, mình ủng hộ. Nhưng nếu như đó là mục đích cụ thể ngay ban đầu của của ngôi nhà bạn thiết kế, bạn cần cái đó thì ngay từ đầu mình sẽ làm, vì lúc đó nó sẽ thành một công trình khác, nó không còn nhà ở thuần túy nữa, đó là showroom đúng không, nó là một cái gì đó trưng bày thì mình ủng hộ thôi, nó không xấu. Nhưng mà một thói quen lâu dần chúng ta cứ quan niệm như vậy, và chúng ta xây nhà mặc dù chúng ta không biết kinh doanh gì, chúng ta cũng chẳng có định hướng kinh doanh gì, chúng ta vẫn nghĩ rằng à cái mặt mặt đứng đó dùng để kinh doanh, và thế là chúng ta bằng mọi giá lấn hết tất cả mọi thứ, xây lớn, thậm chí là xây lấn ra cái khoản xin phép luôn, rồi chúng ta tự hào điều đó là chúng ta thế này thế kia. Nhưng các bạn có biết không, khi chúng ta tốn một mét vuông sàn mà chúng ta không dùng gì nó, không có kế hoạch với nó, thì rõ ràng chúng ta, vì đầu tiên chúng ta là mất tiền cái đã đúng không, mất tiền để xây dựng mà ta không biết làm gì, chưa kể các vấn đề về maintenance sau này, chăm sóc rồi đủ kiểu hết, trang trí hết, thì tổng cái chi phí đó về mặt kinh tế mình nói, bạn không cho thuê, bạn không kinh doanh mà bạn làm trong vòng 20 năm, khi ngôi nhà xuống cấp mà cái mật độ sàn lớn đó bạn không làm gì hết, bạn để trống thì rất cực kỳ vô lý. Trong khi căn nhà của bạn cần nắng, cần gió, cần sự hưởng thụ trên từng một mét vuông, cần sự giao tiếp, rõ ràng bạn cần trong cái trình bày lúc nào bạn ai cũng nghe, ai nào cũng yêu cầu chuyện đó hết á, nhưng mà lúc nào cũng chọn là à, tôi xây to nhất có thể, tôi khó khăn, tôi không có làm được nhiều nhà, cho nên tôi cố gắng là làm lần thôi, xây to hơn, xây cao hơn, rồi mình còn chưa kể những chuyện hỉ nộ ái ố ở bên ngoài lề nữa, và nhà ông hàng xóm cao thì mình lại xây cao hơn người ta một tí. thì khó khăn là chắc chắn là có, mà hầu như khách hàng, nhưng mà vấn đề mình tin thế này nè, khi mà khách hàng đã tìm đến MVK hay tìm đến những các kiến trúc sư khác có những dòng việc tương tự như vậy, có một cái lối suy nghĩ tích cực như vậy, mình nghĩ rằng khách hàng đó đầu tiên đó nha, không biết là họ làm được với mình hay không, mình cũng chưa có đặt hy vọng lắm, mà mình cũng thường không đặt hy vọng như vậy, nhưng mà mình nghĩ rằng đó, để đến với mình tư vấn hay đến những cái các kiến trúc sư khác mà có những cái ý tưởng tích cực như vậy đó, thì người khách hàng đầu tiên họ phải tích cực cái đã, họ đã tích cực rồi đó, họ chấp nhận nhận một chi phí thật ra là không hề thấp, giá thiết kế tương đối cao, ví dụ như vậy, cao đây là nói một cách nói cho vui thôi, còn so với công sức anh em thì nó phải đứng trên cái định lượng, cái số lượng chi phí đó trả cho một định lượng công việc như thế nào đó, thì cái việc này chắc là một một cái buổi khác mình sẽ nói dài hơn. Thì mình xin phép quay lại, thì chủ đầu tư đầu tiên họ phải tích cực cái đã, mình đánh giá rất cao khi họ tìm đến mình để tư vấn, còn họ sai hay không mình chưa biết, nó còn nhiều cái điều kiện khác để mà kết thúc được một cái hợp đồng, một công việc hay là một cái ý tưởng nhà được hình thành, làm công trình để xây dựng đúng cái ý tưởng mình vẽ, thì nó lại có nhiều cái yếu tố, cho nên thành ra mình tin rằng á, khi mình tư vấn thật lòng, chia sẻ họ những cái điều tích cực nhất, những cái điều mà sáng sủa nhất, mà phải chứng minh cho họ rằng thấy rằng đó là cho chính họ cái đã, hãy sống với chính mình, tôi đang thiết kế cho anh chị để tốt cho anh chị, chứ tôi không có một cái vụ lợi hay là có một cái ý đồ gì đó cho một cái việc khác,
thì mình tin rằng nếu mà những người tích cực như vậy thì họ họ nghe, và bản thân kiếp sư cũng vậy, cũng mình nên thẳng thắn vấn đề này ngay từ đầu, thì mình nghĩ rằng cái mà họ gặp được nhau với mình ấy, nó sẽ là cái chuyện mà phần trăm rất là lớn, đúng không? Không có lý do gì hai người tích cực với nhau mà không không làm được việc với nhau thì mình nghĩ khó khó tin quá. Còn nếu Không, có thì có lẽ là do một cái ngoại cảnh khác thôi. đúng với tiêu chí của anh lúc đầu anh chia sẻ, đó là đôi khi mình sẽ được nhiều hơn là một mặt tiền, đúng không anh? Đó là chúng Đúng ta rồi, sẽ hạnh phúc, mỗi mét vuông tính bằng bao nhiêu hạnh phúc. Điều đúng. đó cũng rất là thú vị và em cũng rất là tâm đắc. Và chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến tâm lý của những người mà khi mà được được nhận công trình này, bởi vì như mỗi lần talk show của chương trình thì em luôn tin rằng là một công trình kiến trúc không chỉ là một ngôi nhà, không chỉ là một mái ấm, mà đó còn là một công trình nghệ thuật nữa. Bởi vậy nên là khi sống ở trong đó họ cũng sẽ phải cảm thấy hạnh phúc, còn nếu thì tự hào, đúng không anh? Nói về một chút về hướng nhà đi. Em được biết là ngôi nhà này theo hướng Tây Nam, hướng này nhận nắng gắt và nhiệt độ cao vào buổi chiều, thì không biết Đúng rằng là trong cái thiết kế của anh đã khắc phục điều ấy như thế nào, và em nghĩ rằng là nó có thể link một chút đến các vùng đệm của ngôi nhà. Ban nãy em nghe chia sẻ về các khoảng đệm để tránh bị sốc nhiệt ấy, em thấy rất là thú vị. Nhất là ở Hà Nội đợt này em thấy nắng nóng, em cứ đi ra đường cái là em thấy rất rất nóng, và sau rồi. đó thì đi vào trong nhà thì điều hòa lại quá mát, em bị ốm liên Đúng tục. đúng đúng Đó, thì em rất là quan tâm đến điều này. đúng Thì đúng chia sẻ hơn nhiều hơn về công mình trình của nghĩ không đi nhà Hà Nội đâu mà trải dài trên cái đất nước của mình nằm ở vùng Đông Nam Á, mà đặc biệt là khí hậu trải dài từ Bắc xuống tới toàn bộ Cà Mau thì rất là phức tạp, như nằm chung một cái vùng khí hậu nóng ẩm gió mùa hay là nóng hay là gió mùa đó, thì cái độ nhiệt độ mà thay đổi theo mùa á, khác nhau trong một năm á, hay trong ngừng hàng tháng, thậm chí trong một ngày kìa, nó rất là phức tạp, nhất là trong cái hoàn cảnh mà biến đổi khí hậu rất là lớn trên thế giới. Việt Nam cũng thì cũng nằm trên trái đất thôi, chúng ta cũng là chẳng ở trên sao Hỏa, chúng ta đòi hỏi nó khác đi, thì rõ ràng á, cái sự biến đổi khí hậu và cái sự nhiệt độ thay đổi liên tục như vậy nó làm con người chúng ta không thích ứng kịp, mới chúng ta bị mất đi các con đệm này. Về bản chất con đệm nó rất là đơn giản thôi, nó là một trung hòa trung gian giữa trong và ngoài, giữa một vùng khí hậu cao khí hậu thấp, nó làm cho cái nhiệt độ cơ thể chúng ta á, mà không phải cơ thể đâu, mà nhiệt độ tại cái vùng chúng ta bước vào á, nó phải tạo sự cân bằng, không quá nóng không quá lạnh. Nếu nói thì chữ toán học nó là một cái trung bình cộng về nhiệt độ, thì khi con người bước ở đây á, có một quãng nghỉ với chúng ta uống một ly trà, chúng ta bị gài độ vào một công năng, ví dụ là ngồi thay dép hay là hay chúng ta phải ngồi tìm chìa khóa, hay là chúng ta làm cái gì đó cởi mũ bảo hiểm cởi áo mưa, thì vô hình dung chúng ta có một cái thời gian đủ đủ lâu ở cái vùng đệm này, thì lúc đó nhiệt độ chúng ta tăng hoặc giảm theo mùa trước khi bước vào công trình nhà. Nên nhớ rằng từ mùa thì ngoài nhà và trong nhà nó hay ngược ngược, ngược khí hậu với nhau, ngược cái nhiệt độ với nhau, thì cái con đệm này nó là cái trung bình cộng, thì nó làm như vậy thì chúng ta kịp cái thời gian, có một thời gian để quản nghỉ để chúng ta không bị sốc nhiệt. Thì cái này cũng, mình nghĩ là nó cũng không phải là quá mới nữa, mình là nhắc lại nha, nó không phải là quá mới đâu, nhưng không hiểu vì lý do gì như hồi nãy mà nó có thể vì cái mặt tiền đó, rồi những cái vấn đề về kinh doanh hay là những cái mật độ sàn chúng ta hơi tham lam, rồi có nhiều nỗi sợ chúng ta xây tùm lum tá lả hết, thì chúng ta lại quên mất cái vận đệm này, đệm trong đệm ngoài đệm trung gian, nhiều đệm lắm. Nếu cái nhà mình nghĩ là sẽ rất là nhiều đệm, càng nhiều đệm càng tốt, thì mình nghĩ là cái nhà nó sẽ rất là ok về mặt khí hậu, về mặt vật lý kiến trúc. Vâng, rất thú vị. Chắc chắn là về công trình này thì vẫn còn rất là nhiều điều thú vị mà chúng ta cần tìm hiểu nữa cơ, vì em thấy đây không chỉ đơn giản là một công trình có thể chia sẻ trong 1 tiếng hay 1 tiếng rưỡi đồng hồ đâu, mà em nghĩ là cần nhiều thời gian hơn để chúng ta có thể quay trở lại công trình này cũng như là rất nhiều công trình khác của anh. Nhưng mà em nghĩ rằng là thời lượng chương trình có hạn, vậy thì em hỏi anh thêm một câu hỏi nữa liên quan đến công trình nhá. Nếu nếu có cơ hội, tức là mình thay đổi một cái điều gì đó ở công trình này, thì có một điều gì anh cảm thấy chưa ưng ý hay không? Anh muốn thay đổi hay làm tốt hơn nữa ở những công trình sau? Đưa một cái triết lý gì đó vào, vì em thấy là anh rất nhiều triết lý. Bất cứ một vấn đề gì đều là ẩn dụ của một điều gì đó. Vậy thì có một điều gì anh muốn thay đổi không? Thay đổi thì không, mình nghĩ là phải làm tốt hơn. Những cái điều mình nói đáng lẽ mình phải làm mà mạnh mẽ hơn nữa, rõ ràng hơn nữa, sâu hơn nữa, đa chiều hơn nữa, nhân văn hơn nữa, mình nghĩ như vậy. Còn thay đổi thì mình nghĩ là không đâu. Mà mình nói ví dụ nha, mình muốn cái nhà nó nhỏ hơn nữa khó chứ không dễ, thì ở thời điểm đó mình làm như vậy là mình cũng đã quá là mình nghĩ là cũng rất là khó thuyết phục chủ nhà rồi.
Và đúng là nó trong khi mà xét về công năng á, cái mật độ sàn đúng là nó nhỏ thật. Nhưng theo mình nghĩ giá như có cách nào đó, hoặc là mình, tại vì người ta nói mà, khi ngủ dậy chúng ta ngày hôm sau chúng ta có thể tốt hơn ngày hôm nay, có lẽ mình chưa đủ tốt để mình nghĩ ra được những cái điều mà mình muốn. Ví dụ mình muốn cái nhà nó nhỏ hơn nữa, cái vườn lớn hơn, nhỏ hơn nữa, đúng không? Cái vườn lớn hơn rồi cái con đệm mà lớn hơn, rồi các cái ý tưởng về 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 mình chia sẻ đó, về bản địa nó phải rõ ràng hơn, nó phải đã hơn nữa, thì có lẽ là mình nghĩ là sẽ một cái bước khác, một cái level khác, mình nghĩ vậy. Đợi cái thể mình ngủ dậy sáng mai đó xem để khác thì sao, thì sao. Ra thấy con người mình luôn hướng đến cái gì chân thiện mỹ mà đúng không anh, cái gì Đúng cũng càng rồi, về hơi sau tham, hơi tham đó. nhân văn hơn, cao cả hơn, và thậm chí là em nghĩ rằng là mỗi kiến trúc sư mỗi một giai đoạn có thể là mình trưởng thành hơn và tiếp nhận nhiều tri thức hơn để mình có Đúng thể có công trình tuyệt vời hơn. Từ đầu đến giờ chúng ta đã chia sẻ rất nhiều về công trình dòng thời gian của anh rồi, thế nhưng bây giờ em cũng muốn hỏi câu hỏi cuối cùng, đó là công trình vĩ đại nhất của anh, đó là tổ ấm của anh cùng với lại người vợ của mình, cùng với lại người cộng sự thân thiết của mình. Vậy thì anh có điều gì muốn chia sẻ không? Bởi vì em biết rằng là để làm nên thành công của chương trình của công trình này cũng như là rất nhiều những công trình khác của anh thì luôn luôn có sự hiện diện của người vợ đảm đang, của người vợ hiện thực, của người vợ thân yêu của anh gắn bó với anh từ đại học đến giờ. Vậy thì bây giờ là thời gian để cho anh có thể chia sẻ nhiều hơn về bà xã của mình, cũng như để quý vị khán giả có thể hiểu hơn về anh. Thật ra mình tiết lộ bà xã ngồi sát bên mình đây, nhưng mà cô ấy không có muốn slide, bởi vì cô rất là ngại. Giống như tất cả công việc của mình á, thì Thi là người phụ nữ âm thầm, một cái dạng, không xin lỗi, đây dạng mà một cái mình không biết diễn tả hay sao hết. Hậu hậu cần đó, tổng cục hậu cần của mình đó. Thì thật ra tất cả công việc của mình đều có 50-50 với Thi hết. Từ ý tưởng rồi quản lý công trình, quản lý chung nhân sự, mình là giống như như lúc đầu bà bạn bạn Thư nói, thì đúng là nó như hình như bóng thật. Thì mình nghĩ là mình may mắn, nếu mà có những đầu tiên mình nói, nghĩ là mình may mắn. Còn vì sao chắc không cần phải nói nữa rồi. Có thể là cái việc mà mình gặp Thi và kết nối được với Thi tận bây giờ trong công việc cũng như tình cảm vợ chồng gia đình, nó cũng là một cái bước đệm, là một cái không, bước đệm thì nó còn yếu lắm. Ví dụ mình có dấu mốc, không có công trình nào, không có một cái hạnh phúc nào, không có một cái gì vui bằng cái mốc đó, để nó mình có tính cộng hưởng, nó đi lâu dài với mình trong công việc nào, tình cảm. Còn cô ấy là không bao giờ lo chịu ló ánh sáng hết, cũng chẳng hiểu lý do gì. Mặc dù là những lúc mà đi event nhận giải, thậm chí cho khách hàng, mình luôn lôi lôi đi cùng với mình luôn muốn rằng song hành với mình, đó là ý mình muốn. Thì Thi cũng cũng ủng hộ thôi, nhưng vấn đề là tính chị này thì chỉ không thích ồn ào nhẹ nhàng, cứ như vậy. Một sự cân bằng À, của nói như anh vậy thôi nha, chứ còn vô vô trong công việc á dễ sợ lắm đó. là một sự cân bằng, bởi vì em thấy rằng là thường một cặp vợ chồng đúng không ạ, luôn luôn là những phần bù của nhau là những mảnh ghép còn thiếu đối Đúng với đúng nhau đúng 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 đúng, em phát hiện đúng đó, chính xác, cân bằng, chính xác. và ngày hôm nay thì thực sự sau khi lắng nghe câu chuyện của anh, những chia sẻ của anh về công trình này và đặc biệt là câu chuyện với người vợ nữa, thì em cảm thấy rất là khâm phục hai vợ chồng. Và em Vâng. dành cái lời cuối cùng để chúc anh chị luôn luôn hạnh phúc, và đồng thời là chúc cho anh chị sẽ có thật nhiều hơn nữa những công trình tiêu biểu, công trình nổi bật, và để cho chúng ta có thể gặp lại nhau đúng không ạ, trong những talk show lần sau. Một Cảm ơn bạn. lần nữa xin cảm ơn anh Lê Vinh Quang rất nhiều về buổi chia sẻ ngày hôm nay, và hy vọng rằng là chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau trong những chương trình tiếp theo với những công trình tuyệt vời hơn nữa. Vâng, thưa quý vị khán giả, ngày hôm nay thì anh Thư mong rằng là những câu chuyện mà kiến trúc sư Lê Minh Quang đã mang tới buổi talk show đã giúp cho quý vị có một buổi tối thứ sáu thật tuyệt vời, thật nhiều cảm xúc, cũng như là có thật là nhiều những ý tưởng thú vị về những công trình kiến trúc đúng không ạ? Talk show Nhà đẹp và những điều chưa kể số 12 sẽ được lên sóng trực tiếp vào lúc 20 giờ thứ sáu ngày 17 tháng 7 năm 2020 với một vị khách mời cũng vô cùng đặc biệt khác. Anh Thương cũng xin được thông báo thêm một lần nữa, đó là một giải Top 10 House Social Award 2020 thì cũng đang bắt đầu khởi động rồi. Bởi vậy nên là các kiến trúc sư khắp mọi miền đất nước, chúng ta hãy đừng ngần ngại mà hãy gửi công trình dự thi của mình tới cho ban tổ chức của chương trình để chúng ta có thể lan tỏa nhiều hơn nữa những giá trị nhà đẹp tới cho tất cả mọi người. Lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau. Chúc quý vị có một buổi tối thứ sáu thật là vui vẻ.
sao.